em hiểu không? Phải dứt khoát và phát nào nó sâu đến tận coi như là đáy nó thì thôi. Thôi hư thuật á. Dear Link Hobby please. Hình như là cái lựa chọn là đầu tiên là lựa chọn mình sẽ về cái khu gì nhưng mà mình không giữ được vũ khí đúng không? Còn lựa chọn thứ hai là mình sẽ về cái khu hôm qua mình đang ở đấy và mình giữ được vũ khí đúng không? Dear Link Hobby please. Cần đéo nó phải healing em. Đi ra mẹ cửa hàng mua cái tăng máu đéo dầm ba cái bọn. Cảm ơn anh em mà chung. Em quen một nữ khá xinh nhưng sau khi đi nhà nghỉ xong bạn ấy bảo chỉ lợi dụng em ở. Em là chữa bệnh coi như là mẹ hoang tưởng trước anh nhá. Đéo con nào xinh nó lợi dụng em mà em nghĩ đéo gì. Mẹ em lau giày nó khéo đéo xong rồi lợi dụng. Em Facebook là gì đây? Tôi cho em lợi dụng đây. Thật. Mẹ chắc là ngồi nhà coi như là đéo có gái thế là đéo biết làm thế nào khổ. Ngồi bắt đầu tưởng tượng xem à, xem mấy cái chuyện tranh AG xong quay tay nghĩ đến các em gái bu quanh. Healing for me please. Em bạn mình có tiền giá bệnh nặng lắm đó. Rồi, xem nào nhá. Đéo gì đấy khám bệnh phải xếp hàng à? Chứ đương nhiên nó cơ. Mày lại à, hay lắm, anh còn khẩu súng. May quá. Vẫn còn khẩu súng trong người. Healing for me please. Hey sir. Rồi, xin chào tất cả các anh em ở trên NoLip. Ngày hôm nay thì bọn tôi tiếp tục cái series GTA Roleplay. Hôm nay thì tôi nói luôn với anh em là như thế này. Hôm nay bọn tôi sẽ không đi ám sát tổng thống tổng thiếc gì nữa, quan bắn chán rồi. Hôm nay bọn tôi như này này. Healing for me please. Tôi ra đây chở đi mua cái gì khổ. Giờ việc gì phải cần dăm ba cái thằng bác sĩ về. Ok. Here. Sao đéo mở được cửa xe nhỉ? Chết mẹ nó báo cái gì đấy? Here. Chết mẹ, anh mất mẹ chìa khóa rồi em ạ. I'm waiting. Và gì anh? Chìa khóa xe của anh. Cần gì chìa khóa xe? Anh nó bảo anh đéo chìa khóa, anh đéo mở được chính xe của anh luôn. Hồi máu đéo, hồi máu. Nhầm xe rồi anh. Cái xe của anh nằm đây, anh vừa vào đâm ngay đây, anh nhầm sao được. Mày lại... Thì anh mở ra, anh ấy mở ra. Nhưng đéo được, bảo anh không có chìa. Please carry for me. Con xe màu đỏ của anh mẹ ngàn năm đây. Em lắm kè. Không phải, hai xe này thằng xe thằng nào nhỉ? Hay là muốn lấy xe để mở cái chỗ kia rồi. Đồ xe sư. Của người ta rồi. Cảm ơn anh em Khang Nguyễn ngày hôm nay nhá. Bọn tôi sau khi đủ người vào ấy, Hunter nhờ Hunter đi mua cho mỗi thằng khẩu súng ăn. Xong bọn tôi sẽ đi thay quần áo. Bọn tôi sẽ thay tất cả quần áo bọn tôi thành cái màu xanh hoặc là màu gì đấy. Xong bọn tôi sẽ đến một cái bang hội của cái bọn màu nó khác. Thí dụ như là bọn tôi sẽ đến chỗ trả thù bọn đỏ chẳng hạn. Còn trước bọn đỏ là cái bọn bắn bọn tôi khi đến xin vào bang ấy. Hôm nay tôi sẽ đổi hết màu có nhiều quần áo sang màu xanh lá cây để giả vờ là băng xanh lá cây, hiểu không? Đến xong tôi sẽ thanh toán tất cả bọn ở trong băng đỏ của bạn luôn. Mẹ bắn chết xong bọn tôi trốn. Thế là chúng nó đi đây mà đánh nhau đeo thôi. Đeo cái mặt nạ ông già Noel ấy các ạ. Em thấy bọn chúng nó rất hay đeo mặt nạ đấy. Em cần gì anh mặt nạ mẹ. Cái con bố đời gà bố đời. Đâu anh? Please. Đây đây anh bảo cho. Khổ Hunter cứ đứng ngay trước mặt nó mà nó còn đéo chữa cho bọn ấy mất dạy nó thật. Nó không nói tiếng Anh đâu, nó nói tiếng Việt thôi. Thế à, mẹ bây giờ nó mới chịu chữa rồi, dậy. Chữa chưa? Nó chữa em rồi. Ờ. Đúng là nhà lúc vùng chữa. Đấy là xem xe cái xe để đâu nhỉ? Xe về bãi để xe hay về xe nhà? Xe về bãi rồi, lấy cái xe kia của anh đéo lấy được. Nó bảo Hunter đưa nhà, chắc là nó spawn về nhà. Bọn nó cho 3 tiếng, bắt làm sao bọn tôi mà cho 3 tiếng, nó phải bắt bọn tôi được. À rồi anh em hùng lít Việt Nam hay rồi. Anh ơi, cửa sau đây, nhà này, xe mình ngay sau đây. Đấy, lên xe này anh em này chở đi này. Cảm ơn anh em donate. Hưng ơi, còn chỗ lên xe ông chở anh ra chỗ lấy con xe ô tô cái. Hunter đâu rồi? Em chạy lên sau rồi. Sao có cái gì?
xe của em để ngay sau này. À thế à? À thế ta đưa ra cởi trước đón anh thôi, khổ đéo nó xe của anh đéo bảo chìa khóa của anh đéo mở được em ạ. Hay là hôm trước mình lock out mất mẹ chìa khóa xe rồi. Chắc là xe của người ta mà giống xe anh thôi. Đéo có thằng nào lại có trùng hợp với như thế, vừa trùng màu vừa đúng loại xe lại còn ngay cạnh chỗ anh vừa mới sơ pau ra. Hay nó lag nhỉ? Tôi vào mua giấy phép vũ khí 3-4 ngày nay rồi. Bọn nó đòi mình phải nói tiếng Nga để trả lời câu hỏi của tụi nó. Thế à? Đâu thì anh em mua ở đâu? Anh em cho bọn tôi hỏi là anh em mua cái anh em gì Tú Thanh 92 này, anh em mua giấy phép sử dụng súng ở đâu? Toàn thị chính anh. Toàn thị chính mà nói chuyện với thằng nào? Cái thằng bán đã đứng ở dưới tầng 1 ấy. Anh Dũng cho em hỏi anh tại sao bác con gái nó khinh người. Anh em nghèo ngu lười láo nó chẳng khinh. Khinh anh em là chẳng qua nó đéo yêu anh em đến thôi. Không, đéo yêu nó khác vì khinh em ạ. Khinh nó khác. Khinh là chỉ có thể một trong mấy cái trường hợp thôi. Nghèo ngu lười láo, anh em thử xem trong mấy trường hợp anh em dính vào trường hợp nào. Để xem đây. Đỡ nhất là nghèo. Đây anh ơi. Đâu, xem đâu. Đây xem. Đây đó. Anh ơi lên xe. Đây rồi đấy. Đây xe đen này. Để ra chỗ gửi xe của anh. Thôi đi xe của em thôi cũng được. Đâu chỗ gửi xe của anh đâu. À giờ đi mua. Thôi đi xe của em thôi cũng được. Bây giờ thấy em đang bảo là muốn gì thì phải cái gì nhỉ? Ủa lát hết. Muốn mua giấy tờ sử dụng súng thì mua ở đâu là anh em tiện. Mỗi lần mẹ mình có mẹ mua cái khẩu súng nó tiện. Mỗi lần cứ phải nhờ Hunter mua khổ. Em thử đến tòa thị chính rồi nào. Hôm nay mình thử đến mình thăm lại tòa thị chính xem là tình hình như thế nào. Đứa này em có tòa thị chính như này. Bỏ ba đi ra. Nó bắt khám sức khỏe, có giấy y tế đưa nó kiểm tra. Không phải Hunter là game nó lag đấy, thành ra anh em sẽ thấy xe của Hunter nhiều lúc nó tốc biến. Tàng hình. Không tàng hình nhưng mà tốc biến kiểu. Bây giờ đỡ hơn rồi. Vào tòa thị chính có thằng đứng trong quầy. À không, nhưng mà hôm qua là thằng đấy nó nghỉ việc đúng không? Hôm nay anh em vào thằng đấy nó mới đi làm. Đúng rồi. Hôm qua nhớ rồi, hôm qua chơi là thằng đấy nó đang bị ốm, nó nghỉ. Hôm nay chắc là sẽ vào được rồi, tôi nói chuyện cho anh em chắc nói chuyện chuẩn. Tí nữa phải để nghỉ luôn rồi anh ơi. Tí phải để ngân, giọng gái vào nói chuyện chắc. Ê, anh ơi, hôm nay nó cũng nghỉ anh ạ. Ơ thế à? Sao mày biết? Mày đang trong quầy, chẳng biết thằng má mẹ nào vậy. Mày đang ở trong đấy rồi à? Mẹ. Hunter chạy đến chỗ Vương Miện em ạ. Đây, nó chạy rồi đây. Đéo có chuyện đâu, bữa nay lại nghỉ việc, mẹ đi làm kiểu đéo gì, quan chức nhà nước trốn làm à? Có mấy em nhà báo đang đứng đây rồi. Ừa, cái sát này nữ xinh thế. Mấy anh kiểu này giống như ổ cứng bị trục chặt, khổ. Vẫn còn anh em ngồi đây ổ cứng trục chặt. Game nó chỉ mới có mỗi hơn 1.000 người, anh em thông cảm. Thành ra là nó có hơi nát. Anh em mua cho lại cho tôi. Ơ đằng sau em. Đi ngược đường rồi. Vâng. Đây là vòng. Mày mua đường. Đây không? Hunter. Em cứ đi. À mẹ nhầm mẹ Vương Miện mà. Đi. Chỗ lúc nãy cờ Mỹ kìa là được em ơi, chỗ cờ Mỹ. Để đấy trong toàn hình chính. Chỗ cờ Mỹ. Em em nhờ 4-5 thằng nói hộ nhưng nó đéo cho. Mẹ đéo cho, bắn chết mẹ luôn. Ủa. Đấy đúng rồi, chỗ này đúng rồi em ạ. Đấy, chỗ chỉ. Đâu, từ đâu? Em nó trong này rồi. Đây, vậy từ anh đang nói chuyện với cả mấy em này. Cảm ơn em Long chưa.
xe mua của anh súng đéo đó. Đâu mà anh đòi vào là sao? Em mua súng á? Ừ thì em đi mua đi. Anh thủ đi mua đi. Đâu? Vào đây xem nào. Mày có mấy thằng áo đỏ trong này rồi này. Mày bọn áo đỏ ngày hôm nay sẽ là bọn sẽ chết với bọn tôi. Đây chưa đủ tuần. Đâu, thằng nào là thằng? Dạ, cái đứa gái và thằng con trai. Hay là thằng tổng thống mới là thằng cho thằng không qua bắn là thằng tổng thống kìa đúng không? Thằng tổng thống hay là thằng tổng thống mới là thằng cho nhỉ? Tôi chạy lên xem có phải thằng tổng thống có ngồi đấy không, mình biết ngay mà. Thằng tổng thống đi lên đi kìa, tứ kìa. Rút nục ra thôi. Ngân vào chưa em? Hello? 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 À đây, chắc là cái thằng cảnh sát trong này, cơ này, tứ này. Hello, can you help me? Можно выйти, ребят, сейчас будут вызваны агенты ЮССС, вы будете выведены. Can you speak English? Выйди, ты за мной был, если что, давай, занимай. Can you speak English? Help me! Somebody help me! Anh đi coi mẹ đập béo đi! Bố bắn chết con mẹ rồi! Chó này! Да не, пацаны, лысый занимал. Tha cho nó, hôm nay tính tôi lắng. Да, лысый со мной занимал, так что все нормально. Ты где вообще? Hello? Hello? Can you help me? Can you speak English? Ôi ơi! Thế đeo là thằng nào cho tôi 3.500 đi, ai cho với cho tiền á? Sao anh vừa được cộng thêm 3.500 tiền? Mày à? Vâng. Mày đeo lắm tiền đấy. Đầy tiền. Ôi! Đi từ bố đời với luôn. Tớ là Giang. Ôi, em nhấp ngoài không bà? Em nhấp. Kia nó bảo cho anh 3.500 rồi đi ra khỏi đây, nói nhiều. Hóa ra là nó cho anh à? Thì kia, anh lên cấp 4 được 3.500 kìa. À, hóa ra lên cấp à? À, lên cấp. Anh ơi, bảy... lên đây anh ơi. Lên à? Ôi, lên nó lại khóa mẹ nó vào thì nhục. Để xem thằng tổng thống là thằng nào, xem qua có bắn nhầm không. Anh đã bảo thằng con trắng rồi, mày không nghe. Đây, lên đây. À, đi. Chắc anh chắn là nó đéo thằng nào vào đây nữa. Thế này thì anh sẽ đi xuyên tường vậy. Đây này, nó đây này. Đấy, nó chạy xuống đấy. Chắc sợ thì chắc không phải cống đéo dám ngồi chứ đấy rồi. Thấy chưa anh nhìn thế này, trong đi có ai trong này đâu. Tổng thống mà. Anh em mình ngồi đây ăn hoa quả thôi tứ ơi. Mấy khi vậy có buffet ngồi hoa quả. Ngồi thử tổng thống hay nào? Lát sao thì mẹ. Tao kiểu anh ngồi ghế tổng thống. Từ từ anh xem tìm cách ngồi làm kiểu ảnh. Rồi, rồi. U này. Nè này còn chụp đi à, sẽ chụp em kiểu ảnh ấy ơi. Ok. Tổng thống mới nha. Ây xoài. Đi con mẹ mình đôi lần. Rồi anh chụp thôi, mẹ đẹp lắm. Này mới là chuẩn chỉ này em này. Tuyệt vời mẹ luôn. Ấn C để làm gì đấy? Ấn C làm gì đấy? À bây giờ phải ghế. Để dăm ba cái thằng tổng thống. Mà anh em tôi làm tổng thống mẹ luôn. Thật. Ê đồ ăn đi bạn anh ơi. Ăn thôi, nghe mình quê lên mấy khi. Sao mẹ? Dính chắc à? Dính chắc, dính chắc. Sao hôm nay ở chỗ này bọn cảnh sát hiền nhỉ? Chả thấy ai đó, ai vậy? Chắc là chưa đến giờ chúng nó. Ôi bản đồ map này, đây là cái bản đồ cả thành phố đấy. Ồ em thấy rồi. Mày lát giờ không đấm nhau được à? Bao nhiêu người dân Nga chấp hành luật lệ Việt Nam mình chơi phá lật đôn pa hu hô. Này thì đôn pa hu hô này. Thích chém gió vừa va vừa vẩn phạm luật cái đéo gì nó bể không thì vào. Ôi chứ phòng số chip em ơi. Hay là đây phòng này là phòng gì mà có cái hình cái này này. Hai màn này, hay là chỗ này là mới là chỗ để mẹ. Mẹ vào chém gió gây gua này. Đéo ai làm cái gì lên ngồi phá luật cái con cặc. Cái gì đây. Ý kiến va vẩn. Cái này là cái đéo gì nhỉ. Bay vào. Đây là văn phòng rồi đúng rồi. Phòng thư ký.
Nước trong quá thì không có cá đúng không em? Tự nhiên có ai nào ai vào trong phòng này anh? Đấy, chắc thằng tổng thống với cả thằng kia. Phải. Ôi con nào ấy. Đấy, không có gì rồi, thôi đi xuống đợi Hunter mua đồ rồi. Anh em mình đi ra mua bộ quần áo em ạ. Thay bộ quần áo cho sang cái màu khác. Từ để xem lại xem bản đồ xem hiện tại tình hình bang hội nào rồi. Ủa bọn màu xanh lại lại gì lại rồi kìa. Bọn màu xanh lại mẹ trỗi dậy rồi kìa. Bọn tím rồi yếu nhất ạ. Rồi. Vậy mình đi đánh bọn màu xanh đi anh. Em là một trai cảnh sát, vừa biết hai lần. Bọn tím nó đang yếu, mình vào mình giết nó chứ em. Nó ít người, nhìn này là biết bọn tím yếu lắm. Vào anh em mình phải, phải táng bọn tím, mặc đồ đỏ bắn tím đúng không? Rồi. Đi thôi anh, tập ở đây rồi. Đi. Ngân vẫn chưa vào được em? Chưa anh, em nhấp nãy giờ kịch liệt lắm á. Đúng rồi, ôi em phải sàng vào. Em phải sàng. Sàng là sao anh? Nhấp không không được, em phải sàng. Sàng trái sang phải, người ta gọi là sàng. Để em thấy Tứ chưa? Tứ hiểu biết lắm, cứ bất kỳ một từ nào em cứ hỏi Tứ. Em không biết sàng cái gì. Thôi. Khó lắm, khó vào lắm. Đâu rồi, Hunter mua xong súng chưa em? Em mua xong súng rồi đấy. Đi thôi, anh em mình tập hợp anh em, hôm nay không đéo thấy anh em Việt Nam chắc đéo vào được, chắc đông quá. Server chắc mẹ cũng đéo vào được luôn. Tôi vào đó đi Hunter. Thôi anh ạ. Mà anh vẫn đợi đấy thôi. Chỗ đấy. Phủ tổng thống thôi. Đây em đỗ xe rất là tổng thống rồi. Đầu ra ngoài rồi. Ui. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thôi đéo phải. À đây 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 đây, đây Tứ ơi, đây rồi. Đấy. Lát đấy. Bắt thật đấy, anh cũng bị lát ạ. Đi nó cứ giật. Đâu anh giúp được cái này. Đây anh đi hết xe rồi. À. Xe đây. Rồi chết à. Đặc xịt. Mở cửa ra đấy, anh chết trong này sợ lag đéo lấy được. Mở cửa gì em nó ngoài từ đó. Đó. Thực ra đây anh có khẩu lục Stand rồi. Cũng không mấy lắm. Ta chưa khỏi chỗ này nó lag. Rồi anh giúp nào. À... đây. Mình đưa xem đi. Anh đã nhìn thấy cái đồ gì luôn, chỗ này nó lag. Ơ sao không không chết được à? Không bấm thấy gì luôn. Mới ấn ok được anh. Lag lắm, chỗ này các bạn nó đông người ấy. Thôi mình ra chỗ vắng vắng trong ngõ ấy. Đấy, thì mà đi em bảo đi chỗ khác, đưa lên lag, em không bị lag mà. Đây. Hunter lại chưa vậy, Hunter xem. Tứ lại bảo này. Мужики, машина едет, интересует. Да, мэ, она мэ, ты не чуя, он все, он мэ. Не слышно? Нет, нет. Bây giờ em ra là phải nhấp lại á. Tứ vào đây. Tứ đi vào đi, mẹ vô định con mẹ rồi. Cái game này thì thả nó bị thế quá siêu nhỉ. Thôi ra cùng với cả Ngân sàng thôi. Không, em vô rồi anh. À thế à, ừ đấy, anh thấy chưa, em thấy chưa. Sàng là ngon ngay mà. Em nhớ nhá, sau này mà có người yêu là phải sàng nhá. Sàng mạnh của anh ra mẹ nó rồi. Yêu ơi hiểu. Ngân sàng mạnh quá, Tứ bay mẹ ra khỏi mẹ server kia mà. Khổ trông đi kìa. Em sàng thì anh quay đi cho em, thằng Tứ nó đơ mẹ rồi. Wow. Ra chỗ ngõ ở đấy rồi, anh em mình ngõ là vắng vắng ở gần đây ấy. Rồi anh... đấy. Đi trước thì em... Bắt em đang ở chỗ nào để Hunter nó... Đây, ngõ này nè. Cái chỗ... À, cứ đi đường của anh đi. Em đi trang đi. Ở chỗ này là ok rồi này. À, từ đó để em vào thử đây xong. Ở đây ngon. Ôi cái gì đấy? Đi con mẹ, cứ tương đéo. À trong này chỗ độ xe này. Kìa, vâng, thằng nó vào độ xe, kẹt pẹ xe vào nhau rồi.
À đây, độ xe này. Đấy, em độ thử xem nào. Thật ra con này bố đời rồi, chạy tốc độ thế thì cần gì phải độ nữa. Cảm ơn anh em Phạm Hùng. Ủa thì về sao nó thành màu trắng này? Đâu, vẫn đen mà. À thế ạ? Vẫn đen. Vẫn chùi chũi em yên tâm. Chúng nó vào đây là độ nhiều lắm. Đi sang ngõ bên kia kìa em kìa. Em kìa. Em nghỉ đi. Đây chỗ này được không? Ờ đấy. Đây chỗ dưới biết. Nói chung cái chỗ nào vắng vắng mình đứng thôi. Vì anh em tải no no clip rồi, cảm ơn anh em. Anh cứ tải no clip về nhiều gái xinh lắm. Tôi thấy mỗi lần lên thấy live stream ấy, toàn các em gái xinh đẹp khiết. Đó là nhiều gái xinh lắm. Đâu để thử chết rồi. Em vứt bẹo đất thì nhẹ nhàng. Đấy. Tớ lại ra sàng rồi. Khổ. Em có thấy khẩu shotgun rất là ạp có đúng không? Có, anh nhìn thấy khẩu AM4-1757. À không, cái khẩu đấy khẩu, súng tỉa anh vứt lại sang bên kia game. Anh vứt thì nháo được, anh có cầm đâu, anh còn chưa cầm mà. Xem nào. Chết lại xem nào. Ờ, chết lại đi. AM11279. Thấy khẩu đấy rồi đúng không? À, muốn lấy nó phải làm như nào anh đéo ấy được. Thực ra vứt đạn xuống, thấy đạn chưa? Anh thấy đạn rồi. Nhưng mà đây đạn 9mm mà. Sao căn đéo bắn đạn này. À thế là nhầm rồi, đạn. Đạn đúng. Thực ra đạn của nó sao căn đấy là chắc đạn Thế chắc chan tợi chưa mua đạn rồi. Thôi anh em mình cầm lục đến đấy, anh em mình giết chúng nó cũng được. Lục là đạn gì anh nhỉ? Lục là đạn 9mm. Nó ghi 9mm đấy. Em đưa cho anh thêm đạn lục nhá. Nhưng mà anh đéo ở sao anh đéo lấy được, đéo hiểu. Anh tích vào cái ô vuông nhá, xong rồi nó chỉ sáng mỗi cái màu đỏ thôi, cái màu xanh đéo sáng cơ. Đéo nào. Lạc. À rồi, sáng rồi. Chắc nãy lạc. Phải ấn 3 tỷ lần đéo được. Nhận cho anh. Được rồi đúng không? Rồi, em bảo rồi. À, tứ sản nhanh thế, mẹ mồng dẻo đấy. Hồng này chắc... Yêu luyện mà. Không được đấy em ạ, đéo được. Anh lag, mẹ đéo gì được luôn. Mày vứt mẹ đất cho nhanh. Vứt ra đất nhặt cho nhanh. À không, vứt vào cốp. Cứ cốp và giao dịch thôi cho lành. Đất là vừa là mất thật. Vứt bao lần mất giao súng rồi. Chồng hẳn tờ, chồng bộ quần áo ăn mặc chồng vậy. Đúng kiểu vậy. Chuyển súng bằng chết là không được à? À, chết là không chuyển được súng. Cái đấy chỉ để chuyển đồ thôi. Chắc nó hạn chế cái việc cho súng nhau ấy. Nhưng mà chắc được là đấy. Nó không tính những cái vấn đề là cho vào cốt để lấy được. Việt Nam mình đúng là sáng tạo vậy. Em cho cốp rồi. Ờ anh nhìn thấy rồi. Ok, ngon rồi. Ngân đến tòa thị chính cho em. À, em đang đi. Đi đâu? Em đi sàng thằng nào? Từ khi biết sàng rồi bắt đầu là cứ suốt ngày chỉ sàng với lại lọc anh... thôi đúng không? Em làm nghiệp sàng. Với ba vẫn. Hunter đâu rồi, sao làm gì đứng đờ ta. Ủa nãy giờ em chấm cái chấm này mà em đi hoài này mong cấu. À từ đó anh đúng không? Ra ra. Sao đấy? Đây từ đó. Ừ. Em vứt rồi đây nha. Này em vứt rồi đây. Ừ. Gì đấy? Đây. Đấy anh lấy khẩu súng ăn với cả đạn này. Bạn đúng không nhở? Ấy à? Kinh quá nhỉ, đạn 12mm à? Rồi lắp thử cái xem nào.
tưởng nữa. Bắn 3 phát chết. 3 phát đầu chết à? Có khi một phát đầu chết luôn. Không, nữa em thử bắn một người, 3 phát chết. Địt, em đã bắn thằng nào rồi? Cảm ơn em bạn bắn hùng. Mấy thằng trong đang mua vũ khí ở trong cảng. Khổ đi. Hunter anh em thấy không, giết người đéo nói một câu gì lạnh lùng. Chỉ có em vô súng về đây rồi. Đéo thấy nói cái chi tiết bắn người ra khổ. Thử đam. Anh cũng ở đây nha, để em mua thêm đạn đây. Ừ, đi đi, cứ đi mua đi. Anh chạy về khu thị chính. Ừ, đấy là con xe máy phim tà thị chính đi. Không, em kể em đang đi ở Bilo mà. Bilo chiều đang ở tà thị chính đây. Bilo gì? Như đang thấy anh đang chạy bộ lên đây đúng không? Anh đang áo đỏ đang chạy đến đây. Ờ đúng, anh đúng ở sau kìa Bilo. Dạ, ngã tư kìa, đang ở ngã tư kìa. Ngã tư đấy. Đúng rồi, em sau rồi. Đi xe này. Ở đây rồi, tứ rồi. Đấy, tập hợp hôm nay không có Wanted anh ạ, Wanted chắc đi ngủ rồi. Ồ, chắc mai đi làm. Hôm nay được cái là lag như này thành ra là cũng ít thanh niên coi như là bám đuôi vớ vẩn. Đây toàn các anh em chơi lâu rồi, Tùng Hoàng, Pinocchio, toàn anh em lâu rồi. Ok, chào anh em. Hôm nay chuẩn bị có súng chưa? Có súng chưa em? Hôm nay là chuẩn bị là kinh lắm ấy nhá. Hôm nay là phi vụ rất là kinh khủng như anh nói trước nhá. Nên là... Слышишь, ты рэпер ебучий, ты заебал уже нахуй. Chưa anh có đau không, tí nữa tôi vứt cho khẩu lục vậy. Có anh em Pinocchio thì đấy, nói chung là tí nữa bọn tôi vào là vẻ. Thế thôi, băng mình cứ áo đỏ này mà vào đấy nhỉ. Đéo cần phải thay quần áo, cứ áo đỏ này mà vào thôi. Hóa sư tứ làm gì vậy. Khổ hoàng đẹp trai đánh cho lão với chúng tôi à? Lão. Anh nhìn như trông như người Hoa ấy nhỉ. Mua cái áo người Hoa khổ. Rồi, cài đây rồi. Lát thế mà em không ngủ xuống. 2, 4, 6, ở đây đã có 7, 8, 8 người mạng. Thế anh em hô solo lao vào chúng nó tuổi gì. Anh Dũng Roleplay đóng vai khủng bố đúng luật. Chứ còn gì nữa mẹ sơ vơi, chúng nó còn bắt người như ngoáy ở giữa đường. Mẹ chấp tay nó vào, nó chấn tiền, nó giết. Tứ vào bị nó bắt bắn cho thì đéo thấy nghe nào khóc, đéo hiểu. Trong khi bọn tôi vào mẹ còn thậm chí còn đéo thanh toán người dân, chỉ có đi thanh toán bọn mẹ sâu hội đen. Anh em kêu đéo nhập vai, đéo hiểu thì tao mới đi nhập vai. Nhập con kiệt. Cảm ơn anh em Vĩnh đẹp trai. Khổ. Khổ. Đéo hiểu mẹ. Quần áo này được rồi, các anh em đều thống nhất màu đỏ này là đến để gây vua với cả bang kia là khổ. Có con nào nói gì? Hello? Hello girl? Hello, hello. Oh, hello. I love Russian. Nó đi mẹ bên kia rồi. Mình thấy được em gái Nga ngon mẹ tổ sư. Chưa kịp làm quen em chạy mẹ rồi. Đéo chạy nhanh đấy, vừa anh ra anh làm quen cái xong. À Ngân đây rồi. Nó quay lại kìa. Anh Dũng, làm quen ai á? Đâu anh làm gì đâu, anh đang ở đây. Gì vậy? Hả? Băng xanh lá cây. Bỏ chạy rồi anh em đi theo giết bẹo đi. Đéo có xe gì nhỉ? Bắn trổ. Đấy. Em tại sao lại trở dài đâu kia? À, anh nhìn thấy rồi nhá. Em đang trở dài đi nhà nghỉ đúng không? Không. Đấy thì còn vợ đi chồng gì nha. Thế mà tôi vừa mới hé mồm ra với em Nga là đã rồi. Cái bọn này rất buồn cười chứ. Hôm nào nó tụ tập nó đứng một chỗ xong nó nói chuyện ở trong game này. Kiểu như là nó một cái khác so với lại em dùng Facebook Messenger thì chat thì giờ thì chắc là dùng cái này để nói chuyện với nhau. Thì sẽ hôm trước còn gặp cả một bọn chẳng ngồi ghế đá ở chỗ bán súng nên đéo gì ngồi tự tập ngồi kể chuyện ạ, đéo hiểu mẹ.
Dâu vào nơi thật đúng kiểu đã có cái vẹo gì, đúng đã có việc gì khổ. Dũng ơi, sao em hỏi được một thằng nhân viên toàn, em hỏi được một thằng nhân viên trong đó rồi, nó nói là tổng thống. Hai câu, thứ nhất là tổng thống hôm nay đi ngủ rồi, thứ hai là muốn lấy giấy phép súng thì ngày mai quay lại. Đi giờ ngày đéo đó bằng ngày mai rồi, cảm ơn em. Thằng tổng thống đi ngủ rồi đấy, chắc chắn luôn, tại vì em đưa nó $1,000 hỏi hai câu đó. Đi, em phải đút rồi. Tiền ra, đi. Hỏi được có 2 câu. Khổ quá, anh em phải đút lót phong bì mới hỏi được. Đéo hiểu xã hội trong game giống ngoài đời, đéo chịu được. Vào game để trốn tránh sự thực ngoài đời, thì đéo đã vào game. Khổ đéo chịu được. Thường là cái giờ anh on là giờ tụi nó đi ngủ hết rồi. Em lại phần server đéo có chỗ để vào, em ra đây vợ chồng mình thanh toán nhau, em đừng vớ vẩn. Chắc thằng tổng thống sợ hôm qua bị giết từ giờ này mà hôm nay chả đi ngủ mẹ cắm vào ba phát sọc gân chưa gì. Hunter nào rồi, em đã gì chưa, mua được đồ gì chưa? Để lát thế nhá, xem được. Ra đây mua thêm mấy khẩu lục nhá, ra đây anh giả tiền để mua cho mấy anh em Việt Nam. Mua đây, ra đây anh giả tiền cho mấy anh em Việt Nam. Đây nhá, các anh em Việt Nam nào mà chưa có anh súng đứng ở đây tí nữa tôi bọn tôi sẽ đưa súng cho. Anh bảo anh em Việt Nam mà lấy súng thì đưa tiền cho anh. Ờ. Nói chung để là tiền. Anh em Việt Nam nào mà chưa có súng anh em cứ đứng ở đây. Tí nữa thì sẽ có người ớt con mẹ. Mẹ cái thằng áo trắng này anh em đấm bỏ mẹ thằng áo trắng cho tôi cái. Thằng 373 này. Mẹ đấm bỏ mẹ cho tôi. Đúng rồi, mẹ nó chứ. Nó chạy rồi. Chạy. Lao bố lều. Bây giờ để em qua đấy nhá, ai lấy súng, anh bảo là ai lấy súng ấy thì đưa tiền cho em. Em mua. Được rồi, em cứ gì đi, em cứ mua súng đi ra đây anh. Nhưng mua như là trong người chỉ cần đem mấy khẩu thôi. Em chỉ cần mua khoảng tầm chắc là 3 khẩu thôi là được. À, 3 khẩu. Cứ mỗi lần em lên xe là có ông nào cũng đúng rồi. Anh có một khẩu rồi. Thằng này đua em người em à? Ừ, anh đánh chết lên kè đi. Em thấy có cái trò này hay hơn nè. Giờ anh em mình đi chặn những cái thằng cướp của những người khác á, hay hơn. Tụi nó tổ chức cướp ở cái khu cầu á. Nó toàn súng mẹ bố đời cho em ơi, mình mẹ không bất ngờ nó bắn cho chết hết. Mình phải chỉ có bất ngờ mới chơi cho em ạ. Bây giờ mình phải đi trả thù cái bọn đỏ đã. Mày phải đi bọn đỏ, tôi nhớ rồi. Bắn bọn đỏ. Bọn đỏ là bọn hôm trước nó bố láo bọn tôi. Giết bọn đỏ đã. Xong rồi bọn anh sẽ gì? Đi. Đây, anh có một khẩu lục ở đây rồi. Tí nữa thằng Tứ có súng gì chưa? Chưa anh. Rồi, thế thì tí ra đây anh ném cho khẩu lục của anh. Ừ. Ui. Thằng Nga kia có súng cơ anh. Thằng Nga kia nó có cái súng điện kìa. Ở trận á. Nghe ở trần xăm chỗ. Mẹ nó bắn cho anh em Việt Nam khổ hay là ông đéo nào nằm. Ôi, bắn vợ tao. Con mẹ thằng này. Súng kìa. Thằng ôi, nó bắn một phát em giật điện luôn á. Đó rồi. Đâm nó. Bố con chó. Hay. Bố con chó bắn vợ tao. Ây à. Nó rút súng nó bắn anh rồi. Cái em đâu. Ê. Để nó bắn anh giật đây à. Nó bắn điện thôi không sao, anh tỉnh lại được. Đi ra đấm nó chết đi. Thằng nó chạy vào tòa thị chính rồi. Thị chính với chúng tôi à? Ủa nó đâu rồi ta? Thị chính với chúng tôi à? Thằng xăm chỗ. Lạc mẹ rồi. Mẹ bố lao quá. Ê, đấm lộn, sorry. Ờ, nó rút máy ra rồi. Thằng này thì lúc sau thì cũng mẹ hết gì thôi. Thằng này lúc sau thì hết máu thôi, từ từ. Không hiểu, chúng nó không phải cảnh sát mà chúng nó lấy súng điện nhỉ? Ây à! Thằng chờ đâu? Nè, bố láo với chúng tôi. Ôi đi, nó bắn chết anh rồi, anh rơi súng rồi em ơi, ra nhất súng nhanh tư. Tốt, chặt. Rồi bắn đi. 3-4-5, Dũng sao ta? 3-4-5, Dũng. Đúng rồi, chưa? Em nhặt cái không kịp. Đi. Anh Dũng,
Sao anh chết kiểu nghệ thuật nữ vậy? Bọn này băng đảng nó kinh quá. Chó chết. Băng đảng nó kinh quá. Rồi nghe ở đây nè, đông lắm. Mọi người phải tập trung cơ. Thế nhận được khẩu súng dài đây anh ạ. Đấy mày nhặt dùng còn gì nữa. Ngon. Đấy cầm khẩu súng dài đi, khẩu súng dài khẩu quan trọng. Gọi 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 xe cứu thương. Súng vào lờ và vào lưng không biết là nó có người nhỉ. Anh Tứ, anh thử cất khẩu súng đấy ra khỏi tay, cất vào trong kho đồ ấy, xem nó có khoác ở trên vai không. Được không, nó cho kho đồ mà. Mà sao thằng này bị anh bắn bao nhiêu mà nó đều chết nhỉ? Em là lúc mà súng anh khoác trên vai ấy, là lúc mà anh cầm trên tay, lúc cho ở kho đồ. Là cái lúc cầm trên tay, để khoác trên vai. Mẹ thằng kia máu nhiều thật đấy. Thế thì em bắn cái thằng mà đang khoác trên vai này, trên vai. Không, nó nguyên một băng luôn, có hai thằng mà nó ở trần nó y chang nhau luôn á. À thế à? Hai thằng giống nhau luôn, chắc là anh bắn hai thằng đó cho nên nó chia san sẻ máu á. Chúng nó mẹ đông quá, khổ. Hello. Hello. Hello cái gì? Rồi, em gọi có gì mà hello. Thôi anh 70 giây là anh về hiện rồi. Thế đó, này thì anh nghĩ là đéo đủ sức để đéo đủ sức để táng bang nó rồi em ạ. Khó lắm, ít nhất mình có 4 tay súng và có súng trong tay thì mới được. Xăm xăm á. Hunter đến nơi thì mọi việc đã mẹ ngã ngũ. Để chúng nó thanh toán anh em Việt Nam. Hai thằng gần trần này, Hunter sửa luôn, nó cầm súng điện kìa. Đây đây đây, cái thằng cầm súng điện đấy. Hai thằng chó gần trần đấy. Mẹ nó. Hai hàng cửa chân ít nhé. Я ему подарил, я вчера, короче, его создал. Блять. Смысл? Дарков, сумки дал. Ở đấy, Hunter bắt đầu rồi đấy. Đấy. Thằng kia ơi, thằng tâm đỏ ấy. Đúng rồi. Lát thế. Ai à, sao bắn anh? What the fuck? Bắn mẹ một tứ. Ôi, Hunter nằm rồi. Tứ nhặt súng, ôi, Hunter chưa chết. Nhặt súng đi kìa. Chưa chết, mới nằm thôi, tốt. Còn vậy. Bọn đâu rồi? Bọn nó chạy rồi. Bọn nó đi đâu rồi? Còn chó sợ quá chạy rồi đấy, thằng tóc đỏ này vẫn đang loanh quanh đây em này. Nó quanh quanh chỗ xác anh này. Thằng kia bắn đây này. À, thằng này bắn đây à. Ôi thịt của mày. Thằng kia này. Nó nhặt mẹ súng thằng tờ nhanh vãi đái á. Nó đứng ngay cạnh. Thằng em bắn này, thằng con đuôi. Giết thằng này là được rồi. Bút tay. À, nguyên một băng nó ở đây nè anh, nguyên một bọn nó tới nhà luôn đó. Có một thằng quân đội trong đó, có mặc giáp gì à, mà thằng quân đội. Mày không lái xe. Đúng là mày sọc căn vẫn không ăn được rồi, mày tỉa. Đúng rồi, sọc căn nó xa, khó, tỉa nó bắn nhanh lắm. Em bắn nó còn, nó còn 1/4 đó. Nó mặc giáp nữa. Ủa. Nếu có phải sọc căn ấy yếu, mày nó nép. Bây giờ mọi người tập trung chỗ khác xong rồi chia súng. Anh có một lục đấy, anh đã mất lục này. May quá. Thế là chứng tỏ là anh không mất khẩu súng nào đâu. Tứ nhặt được khẩu dài. Còn lục thì anh vẫn cầm. Chỉ có mỗi Hunter mất súng à. Khổ. Đó, thằng chó kia là chó trước bãi nôn, Hunter nằm cái nó nhặt luôn ạ. Nhanh đéo chịu được. Đéo chịu được. Ta nó biết là sẽ nằm ấy. Nó biết là sẽ bị nằm ấy. Nó nhặt luôn. Em đem mấy súng rồi. Ông mày đẹp trai tự nhiên đấm mình. Đậu xanh. Tứ chở em. Thằng kia đấm lăn mẹ chết luôn. Tăng cửa chân lăn đi kìa, nhặt súng kìa. Nhặt đi các em. Nhặt súng đó. Ok anh em, nhặt súng đó. Gào. Nhặt súng kìa. Cửa chân kìa. Đâu. Kìa đây, à vào đây để bảo nó hia, để nó lấy lại máu cho mình đã. Xem có nhặt súng không? Gào lên. Thằng đấy gào à? Khổ. Vâng. Chết gào như chó chết. Bố con dog. Bấm ép nhặt súng rồi cứ ai. Hello? Please hear me? Ê, cười nghe sợ vãi. Hear me? Anh lên lái đi. Hear me? Đi. Anh lên lái đi. Ok, đúng okay. Chưa? Please hear me. Help me. Help me. Yeah, help me. Hear me. Heal. Anh Dũng ơi, hear là nghe mà. Thế là cái gì hè à? Heal à, heal à. Heal me. Heal là heal à, heal rồi, heal rồi. Bắn thật tặc vũ. Bắn thật tặc vũ, người ta biết máu.
Các mẹ dính em để bắt đấy. Ôi bạn mới thật đặc vụ ấy, sao lại bò đến bệnh viện làm béo gì nào. Ôi nó chỉ 9 điểm, các mẹ có thằng đến bệnh viện 9 điểm. Chạy 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 chạy. Nó dẫn theo hai đặc vụ 9 điểm ạ, à, bẩn vãi luôn. Anh chạy rồi, may quá, nếu thì anh phải. Anh hồi đầy máu chưa? Anh hồi đầy rồi, mẹ nó dẫn thằng đặc vụ theo ạ. À. Một thằng mẹ đại gia dẫn đặc vụ xong rồi mẹ chỉ trò trò. Anh mẹ bố con chó. Rồi, chạy ăn sau này kịp rồi. Mặt chết mẹ đặc vụ luôn. Anh lái sao mà em lớp xe em nằm rồi nè. Ai đứng chết đặc vụ? À mình dinh Đéo ông dinh cho em 10 người nó giáp trụ xuống. Anh lái xe em nằm luôn nè. Em biết đâu. Chẳng hẳn. Sao mày giờ lại xe rồi? Em mang game rồi em bị giật lại xe chứ sao. Thôi lại sang thôi. Sang lại vô mỏi tay lắm. Sang không mỏi tay em ơi, sang chỉ mỏi hông thôi. Tay liên quan gì đâu mà mỏi. Ok. Đấy là em đang không phải là sang đâu, mà đấy là sụp. Không phải là sang. Nó mới mỏi tay được. Emergency. Đây này, con xe chắc là con xe của tôi nhớ. Chúng nó cách từ trước rồi. Chúng nó cách từ trước rồi. Con mẹ nó mất mẹ nó xe bực thế. Tứ đang ở đâu đây em? Nó đang đi mua này, máu đang ăn tơ bắn dính nhà máu tụ đồn vầm. Mày xem lại nếu thế khẩu súng ăn của mày có đạn đấy, Tứ ạ. Trong khẩu súng ăn có đạn à? Anh thấy đạn được à? Ủa tôi bỏ mẹ rồi. Đi, có mẹ sao mà chúng nó lại truy tìm được cả anh như này. Anh con đít báo hoàng đâm được con cà cà. Anh thằng đó. Đi, cái con mẹ được bù hoa lại còn đâm mình. Thì đéo nó truy lùng được cả vị trí của anh ạ. À. Đi, mẹ bắn đảng nó đuổi nó bắn chết anh rồi. Đi, mẹ chúng nó kinh quá. Đi ôi ôi bố con đâm à? Mình. Mẹ. Thôi chết rồi, anh bị truy đã rồi. Anh còn ở đấy không? Anh vẫn đang nằm đây này. Mẹ thằng chó Santa đang bắn chết mẹ Santa đi các em ơi. Mày... ra đây. Ăn mẹ máu còn có tí, cứ đi. Cất mẹ xe, mẹ là. Mẹ em có tí máu này nó bắn cho một phát chết ạ. Mua máu đi em, ra mua máu đi. Tôi vừa hồi máu. Còn vẫn chưa có rồi. Bạn ơi. Anh em có cắt. Tí nữa sợ em. Em kêu anh chạy, anh em kêu anh nhảy lên gì em chở đi. Nhảy đéo gì? Hay là anh Dũng. Anh Dũng đi ra chỗ ban đầu mà. Xin đi em, chạy ra em chở đi luôn à. Á, xong rồi tập trung mọi người lại rồi tập trung anh em lại đi xử bọn nó luôn ấy. Tập trung ra qua có đồ gì mà đi xử. Em hỏi là có súng có xử. Làm gì con súng ra đấm nhau à. Cầm với anh với Tứ. Đây đầy gì. Chứ giờ đi lẹ quá, tụi nó cứ giết từng người một. Bản nó giết anh Dũng chắc nó giết một lần thôi. Không, cái thằng kia anh nghi là anh đang đi vào cái khu vực bang màu xanh thì anh bảo đỏ chắc thế. Cái thằng kia nó mới tự nhiên nó dừng lại nó bắn anh chứ biết thì đéo được ai với ai, nó tìm thì đéo được anh. Bọn vừa bắn là đặc vụ á. Ở thấy nó mặc giáp dùng kinh vãi đái á. Ờ, nó mặc ra quân đội đấy, quân đội. Cái chừng nó thấy anh mặc đồ bộ đồ đó đó. Bộ đó là quân đội của FBI. Yeah. Thôi thôi đi thay quần áo thôi, đéo gì. Em vào thử, em vào thử. Tránh thôi, đeo số mặt nào thay quần áo thôi. Đéo gì. Thằng này đi ta. Thái lái taxi ngu vẫn đi đây ạ, à. Em đi một đoạn đường dài đấy, ghi 300 đô, ghi nhập mẹ 30 đô, nó đi mẹ luôn. Tứ sướng. Ồ. Em phải em đã từng có thời làm taxi rồi, tại sao em lại mẹ em lại như thế nhỉ? Em có thể đối xử với đồng nghiệp mình. Thằng này đánh số sai chứ không phải do em đâu. Em cứ đi. Bọn nó là cảnh sát là, ngầm và đặc vụ. Nhiều lắm anh ơi. Thật mẹ thôi tôi đi thay quần áo vậy. Chúng nó mẹ sao lại biết được vị trí của mình, mẹ có thằng chỉ điểm. Hello. Nếu mà cảnh sát ngầm thì chắc anh phải đeo thêm cái mặt nạ. Tụi nó nhớ ID à. Phá server nào, mẹ chúng nó bắn trước, mẹ thả...
thằng khốn nạn cầm súng điện đi bắn lăng nha lăng nhăng linh tinh ở trước cửa, anh em lại đổ tội cho anh em Việt Nam đấy. Nếu hiểu bọn nước ngoài mẹ bắn thì nếu thì ai khóc khóc thuê. Anh em vừa Việt Nam vừa thò vào để dằn mặt cái là bắt đầu nổi lên khóc thuê ngay. Trong này tôi đổi tên kênh thành kênh khóc thuê server, à không, khóc thuê channel mẹ mất. À đây thôi, xem anh này cứu phát đã. Heal me, heal me, please, heal me, heal, heal me, heal me. What's wrong? Heal, heal, heal. I need to heal. Heal me. Help me. Man, wait. Heal me. Can you listen to me? Yeah. Can you listen to me? Yeah, I can listen to you. Yeah, okay. I want to heal. What have you got? You've got headache or not? I need blood. I'm low HP. I need to heal. Okay. Heal, heal. Yeah. Heal. Healing. Ôi luôn. Thằng xanh đâu nó vào vậy? Sợ mấy lin. Vì vậy thôi chết rồi, bọn băng đảng xanh nó đâm như vậy, nó vào tận đây nó săn lùng anh rồi em ạ. Này anh nghi anh đéo sống nổi rồi. Máy này sống xếp đô mà sợ gì? À, nó vừa đâm nó vào xong lại ra thôi. Yeah. Healing okay, me. Wait, I need healing. Cảm ơn Hương Mây. Yeah. Ok đây rồi. Thank you Vinamil. Rồi đây rồi. Hổ. Nào đây đi ra bố Hoàng đẹp trai, bố lấy xe đến đây rồi đây. Lên xe bố Hoàng đẹp trai thôi. Chở anh đến chỗ lấy xe ô tô em ơi. Chở anh đến cái chỗ mà lấy xe ô tô ấy. Chấm đi ăn. Nhưng mà sao bản đồ của em nó biến mất một số những cái điểm nhỉ? Điểm gì? Nó biến mất một số địa điểm này. Chấm rồi đấy em, chỗ cái hình ô tô màu ấy đấy. Ra ô tô màu cam. Có lẽ cái bản đồ của em biến mất một số địa điểm này. À thế hay là mày bị bay mẹ vào trong cái không gian khác giống anh lần trước. Tổ sư. Không mà em thấy tiếng Pháp của anh em Lưu Hoàng Kiếm này. Ít xe li mi nhơ. Nghĩa là hồi máu cho tao. Ít xe li mi nhơ. À tiếng quá nhỉ. Ít xe li mi nhơ. Isselin mình nhỉ? Nghe cái kiểu Sơ-Lin nhỉ? Isselin mình. À, Isselin mình nhở. À, rồi. Isselin mình nhỉ? À, rồi. À, nói thế mới dễ nhớ lại anh em ạ. Isselin mình nhỉ? Ok. Mình dễ nhớ được các em ạ. Tình đầu óc tôi nó vậy. Ngân sàng nãy giờ khổ. Người yêu lại lâu ra khổ. Sàng. Tới An ơi. Tháo vô. Cảm ơn em. Em phải xem chắc nó bị bệnh ấy rồi. Đây rồi, 350 sàng. Anh Dũng ơi, lẹo, anh Dũng ơi, lẹo. Cuối cùng tội ra con xe tứ của ông. Ôi, thằng là còn nhanh hơn của tôi. Cái xe rồi, xe cho em. Xe lỗi nhất trong cái đám này. Xe bố đời mà. Nào ông Pinocchio, ông có vào không? Nhớ vào à? Nhớ vào thôi. Pinocchio có xe mà anh. Ah.
Hunter chắc giờ này chắc đang đi âm thầm mua súng trả thù đấy. Đây em đang tìm, em bị mất cái địa điểm trên map rồi, chả hiểu. Hay nó đéo cho em mua súng nữa. Không, đang tìm chỗ để hồi máu này. Tìm à, hồi máu này. Thì ra mấy cái shop ý. À, có bác. Cái shop em mua được máu mà. Cửa hàng có chỗ hồi máu, anh gửi mua băng đen này, mua ấy hồi máu đấy. Tứ ơi, mày kiểm tra xem là cái khẩu súng của mày có đạn chưa? Có rẻ hơn không? Để xem nào. Ôi, rồi em để cho tay đá. Đây rồi, có 12 viên trong đây rồi. Tớ đã đem ra nãy giờ em mua không được. Em bị điên à? Em ngồi ghế trước liên quan gì mà đạt. Tất cả là bạn Tớ. Vừa kế hồi máu ở đây tận 560 cả. Ừ, hồi đi không đầy cây đâu, hồi được một tí à? Đâu, hồi đầy mà, mày lại văn. Không, em vừa dùng rồi không đầy. Anh dùng toàn đầy luôn. Mày phải băng vào trước. Mới dùng. Em băng trước rồi mà. Thôi anh em mình đi cướp thôi. Đéo gì tầm này làm được cái gì băng nó bây giờ. Súng ống thì đéo bố nào có mẹ. Toàn đồ va vẩn. Thật. Và giờ chúng nó rút toàn mẹ AK ra nó sấy ra thì không trường biết nào. Lại mua súng tỉa nha anh Dũng nhá. Thôi mày mua mày dùng thôi. Chứ còn mua tốn tiền. Súng tỉa thì giờ ngang sóc ăn. Giá hơn giá bạc sóc ăn. Súng tỉa của mình đương nhiên là sẽ không xịn bằng súng tỉa của nó. Ờ đi mua quần áo khác đã chứ nhỉ, quên mất. Đây rồi. Nhưng cái shop rẻ rẻ hơn. Hồi nãy em vô một cái shop mà cái đồ rẻ nhất của nó là mười mấy ngàn. Ôi giời, anh mua luôn. Tầm này với anh nó phải sang chảnh ấy nhở. Và anh em mình com lê vét tông từ ạ. Đéo gì. Anh mặc kiểu doanh nhân. Qua rồi cái thời anh em ăn mặc bẩn thỉu này đúng không em? Như anh. Vào anh em doanh mẹo nhân luôn đi chứ. Đéo gì. Mà anh em hình như là nó mấy trăm nghìn một bộ hàng. Ôi đi. Đéo gì đúng mấy rồi. Trăm nghìn. Cho mã bố nó mặc à. Đây quán này thôi em ơi. Rất là mẹ bình dân. Nói thế thôi chứ. Ôi quên quên quên. Khóa xe đã mất mẹ xe. Đây là cửa hàng hàng Quảng Châu anh. Đúng rồi em quả hảo này. Quả hảo này anh Dũng á. Sao em? Quả hảo đây này. Cái gì? Sao? Đồ trong này rẻ béo. Anh Dũng đang mua chỗ nào đấy? Cửa hàng súng à? Hay cửa xe? Sao em? Em định nói cái gì Pino? Ờ anh đang mua ở cái cửa hàng áo màu đen đen, nhỏ nhỏ đen đen ở. Ở cái chỗ gần chữ F ấy. Áo lên đi ấy. Bán quần áo đã. Ừ, chữ F có cái chỗ bán quần áo màu đen đen này. Cái hình cái áo này. Cái quần áo trong này rẻ lắm anh. Mấy trăm một bộ à? Ơi, anh em thế thôi đéo. Tìm cho nó. Bộ nào trông nó nịch sự. À hình như là vét, vét là phải mua ở cái chỗ gì của em ạ? Vét là cái cửa hàng Pom Lê mà. Nên là cửa hàng Pom Lê. Nguyên thằng người màu trắng á. Nãy em vô đó có bộ mấy trăm ngàn. Đây, bộ này là second hand thôi. Em đang chờ ngày anh tặng. Giờ đi. Anh tặng dạ cái gì cơ? À, anh tặng nghe bộ đồ đi dạ hội. À ừ vào đây anh tặng cho cứ sàng đi. Dạ. À, anh em mình đi ba cái nhở, thế bảo hôm nay bọn Nga tập trung ba. Dẫn vào đây anh em đi ba sàn cái. Ủa nhiều quần áo thế. Bộ nào ra hồn không? À bộ này trông có vẻ khá này. Màu. Đấy. Mẹ, bây giờ đéo màu đỏ nữa thì dễ bị nhận biết. Em vào được rồi. Úi dồi ôi khiếp, ủa sướng. Vào rồi cái gì khổ. Mừng. Sụt phát cho em. Em ở bệnh viện nè. Bây giờ là bệnh viện à? Đã, tí dạ. Anh mua nốt xong cái này đã. Apply. Đấy bây giờ thay vì việc là áo đỏ thì bây giờ tôi sẽ lên. Áo vàng áo trong màu đỏ cho chúng nó sợ. Đâm bay em ngã bay rồi khỏi xe luôn. Sao có màu đỏ à? Thấy ít kiểu quá. Đây rồi. Apple này ngay. Quần rồi. Quần dài. Trông cho bò đòi. Rồi. Ôi mẹ trông khác ngay. Tí mẹ Ngân nhìn thấy tôi thật. Chỉ muốn sàng luôn. Đấy. Quần nào khác không?
Đây. Thằng Hoàng là cha là hôm trước đã tội với anh đúng không? Ờ, mẹ thằng láo lắm em ạ. Bọn nó bắn kìa. Cái gì đấy? Ông nào? Bọn nó bắn à? Không, bọn Hoàng bắn. Hoàng, nó cho anh nhầm. Hoàng là người vừa đèo anh. Thế anh nhầm đấy. Khổ, đang bận con... Hoàng làm trai chứ là thằng gì quá. Không, Hoàng đâm nhầm anh thôi. Quả định đón anh. Khổ, anh nhầm. Chết mẹ, nhầm mẹ người. Khổ thân, tí ra xin lỗi Hoàng. Khổ. Nhầm. Không sao, tí lên cho Hoàng khẩu súng là sao? Đúng rồi, tí cho Hoàng khẩu súng. Khổ, đang bận vô quần đảo Hunter, nó hỏi mình cứ mẹ Ừ bừa, khổ, thân đây game Hoàng quá. Tí, đây rồi. Nhờ cái mặt của nó giống cái thằng Hoàng đẹp trai không? Thằng Hoàng đẹp trai hôm qua. Khổ, chúng nó bắn kìa. Sao? Khổ thân em tôi. Đây rồi. Ăn mua súng cứ đưa tiền đi nhá. Đúng rồi, mua súng phải sang đéo. Bác sĩ đi đâu hết rồi ta? Giờ mua nhà hết tiền rồi. Quả tí đi cắt tóc nhỉ? Đúng rồi, tí phải đi cắt tóc nữa, quên mất. Thế thì đeo cái tai nghe thôi cho nó bo đôi. Để đưa 2.000 à? 3.000 à? Kéo dễ sao ông nào cũng đưa tiền này. Pino 2.000 à? Ông kia 2.000 à? Ok. Đấy. Em giờ tôi đi cắt tóc, cắt te vào nữa thì thôi. Đấy. Đấy. Ủa anh em Hoàng bị bắn mất cái áo 2.000. Bắn mất sao được áo em lại? Bắn là không mất được áo. Đang chạy xung quanh đây kêu la. À thế à? Thôi mất dạ. Thì thôi đi. Bắn làm sao mất được áo? Thật chết rồi không mất được áo. Lại vặn. Ấy, xui mọi người thấy nào? Mẹ trông khác ngọt chưa? Mẹ, bây giờ Ngân nhìn tôi với con mắt khác mẹ luôn. Ôi. Trông mẹ tay chơi hả? Đấy, anh em có lấy quần áo đâu? Đây anh em hùng lít đéo gì? À đây, trả lại cho anh em gì quần. Anh em gì vừa mất quần đi ra đi trả lại quần cái khổ. Bỏ đòi ngay. Anh Dũng, về sao hô đề nghị anh đừng nên đi lựa một ngày không? Ơ mẹ trông anh đẹp dai, mẹ đại gia thì tay em lại... Tí anh đi anh hớt tóc, mẹ kiểu tóc bố đời nữa là mẹ undercut cái nữa là mẹ... Ngon nghỉa. Đâu em ở đâu ra đây anh cho ra đây anh đưa tiền cho mua bộ váy xinh vào. Xong rồi anh chở đi ba. Nhá. Em cần 6.000. Em cần 6.000 à? 6.000 đi ra đây đi, gì nữa. Gần chữ F. Ra đây okay. Mua bộ váy đẹp vào. Xinh đẹp vào. Váy trông nó phải làm sao để mà không có mặc slip ấy. Chỉ mặc váy thôi. Ra đây. Cho nó thoáng. Đi mặc váy bao giờ chả mặc cái đó. Đi tứ. Đây game chê tôi chảy trâu đây. Mời anh em nhìn tứ. Đấy, anh em đây phải có đối trọng thì anh em mới nhìn được là ai ăn mặc. Đấy, chờ mấy anh em xong đây. Tứ của anh em đây. Đúng ở thành phố đấy anh. Ông cách vờ lây dân vãi lìn. Em đang thắc mắc là với cái gu thẩm mỹ là ngày xưa. Anh Dũng em hỏi thật là cái gì? Em đến đây nhanh lên, anh xem gu thẩm mỹ của em là vào đây em mua cho anh xem nào. Em cứ tính toán chém gió vào đây, bắt hết bao tiền anh giả. Phải... À, em lại bị băng rồi. Ok, thôi, thế thì lại sang rồi. Anh bảo phải chê chồng là như thế đấy. Như thế ngay, tội chê chồng. Mua cái găng tay ấy nhở, trông cho nó bố đời quên mất chứ mua găng tay. Thank you.
Giờ là phải ai mua súng là phí là 2.000 nhá. Đấy, anh em phải phí 2.000 nữa kìa, đấy cho nó cảm thấy nó quý hiểu không? Rồi. Đâu à, để lấy súng ra đi. Với cả 4.000 cái găng tay đất vãi đái đâu mua nữa. Pino, Pino Chico là đắt vãi lìn, cũng căng tay đắt vãi lìn. Để lôi chúng ta thì em quên mất rồi. Kéo vào con đồ. Không, cái phím tắt gì mà để lôi chúng ta. Ừ, đừng phím tắt. Em anh có. Mặc thế này nó nhầm anh với cảnh sát ngầm đặc vụ. Đó, nói chung này là đẹp rồi. Mặc cái bố đời rồi. Không Hunter để giờ đứng cạnh tôi dỡ 1910 thôi. Hunter lại có nhận ra tôi đéo đâu, sao nhận ra được, nhìn giống kiểu vậy. Đơ người rồi, thôi tôi đi cắt tóc đây. Trong lúc đợi này và vẫn tứ đi cắt tóc không? Vẫn tứ đợi mũi cắt tóc đéo. Sao, sao kéo đưa xong được kìa. Ờ, anh đéo có dâu. Đợi cháu sao thật... cắt tóc. À anh có dâu, rồi quên mất. Cắt tóc cạo dâu ở chỗ nào đây rồi, nhìn rồi. Em đi cắt tóc cạo râu sao anh em đi ba. Đéo gì. Đâu em chọc luôn em đâu có. Chọc vẫn cắt được mà. Đó đến sơn vậy. Chọc vẫn cắt được. Đời. Trong này là đéo quan trọng là cái gì luôn. Chọc vẫn cắt thoải mái luôn em ạ. Để em ra em lắp râu giả vậy. Rồi đấy. Râu giả. Giày chưa đổi á không? Tôi thích đi giày này mà. Giày trong nó gọi là giày này là giày gì nhỉ? Lông nào ấy nhỉ? Bata à? À đéo đó. Là cái tên tiếng Anh nó là cái giày gì chứ? Ông nào... Khổ ngày xưa đi mua toàn bảo bán cho cháu đôi Bata. Lấy tiền đi, lấy tiền đi. What the fuck? Nó là cái đôi gì chứ nhỉ? Sniper. Không, đã, ông, nó có cái tên cơ. Đôi gì? À Convert đúng không? Convert, Convert. Ai mua súng phí 2.000 nhá. Hunter đều đi giao bán súng đấy. Là ông nói ông mà nhớ tôi mua súng nhỉ? Em không rành giày lắm luôn, em lộn luôn. Ông này đúng không? Hay là ông nào? Nói là ông nói là ông Pino Chico với cả ông nào nhớ tôi mua súng nhỉ? Tôi là áo vàng đằng trong là đỏ, vẫn là cờ Việt Nam, lúc nào tôi cũng lại luôn luôn là coi như là cờ Việt Nam trong team đó. Wow. Cứ vàng với đỏ mà chiến đấy rồi, cho cắt tóc cạo râu rồi. Chết mẹ lại quên đèo khóa xe thì mẹ mình toàn quên. Nhớ cạo sạch nha anh. Được. Anh cạo nhẵn thín luôn. Trên cạo cả lông đít luôn nếu em cần. Được rồi. Đây. Đây mà. Tứ đây cơ mà Tứ. Bữa này đây. Đây. Úi dồi ôi. Kéo sao không được nhỉ? Không có tóc khá bẻo à? Kéo sao không được. Đấy, tóc này đẹp rồi. Tóc này ngân không có sao. Tùng Hoàng sao? Đây rồi. Đâu? Hôm bữa có tóc vừa rồi trông bố đời nhất nhỉ? Đâu mà mở cái cốp xe ra? Đây 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 chính xác đầy mẹ rồi. Đừng em. Rồi đấy, rồi đấy, được rồi. Em có biết đây là kiểu tóc của thần tượng của anh không? Hay em thích như này? Tự sống rồi. Dạ. Tự sống đâu? Rồi đây. Em nhìn em đau bụng. Rồi, cái dâu. 2.000, em có biết 2.000 đô là 30 triệu cái kiểu tóc phải không? Bố đời thì ông chịu được luôn đi. Rồi, ok, dâu. Em cười dễ nước mắt luôn. Thế đéo là thấy vật của anh đéo có dâu trông nó còn bệnh hoạn lắm em ạ. Đéo được đâu, phải đeo dâu vào có nhìn trông bệnh hoạn lắm. Đéo thiện được sự đàn ông em hiểu không? Có nó xe không? Có xe không? Đâu? Xe đâu? Để rồi. Không chết được. Để cho phải vứt được xe mới được. Anh Dũng em đề nghị nhỏ nhỏ nha. Bên. Đâu thì ra đây. Là sự liên quan. Anh nói anh để vợ anh lo nha. Đây rồi. Đấy.
1800 mà. Ô, cái đéo gì ở đây? Có cả chỉnh đầu ti à? Hay cái đéo gì ở đây này? Đéo dạ, mẹ, có cả trang dạ, điểm với lại đầu ti, đầu tủng. Tôi xem là cái gì nào? Đứng trước mặt này. Này là cái gì? Thôi chết mẹ, ấn hai lần, mất mẹ hai lần 1800 rồi. Đi, mẹ có chỗ game nha. À đây là lông ngực. À lông ngực. Rồi, nó phải tua tủa tận cổ như này, Ngân nó mới thích. Mỗi lần là không, em thích lắm. Mỗi lần là Ngân đá ti là sẽ có mấy cọng lông ở dắt răng. Đấy, này em ạ. Anh ơi, mở cái cốp xe là bấm vào cái nào nhỉ? Ơ, bây giờ mẹ còn không nhớ cả mở cốp xe. Không mở cốp xe cho người khác gì cơ. Thằng đấy nó phải tự vào chứ. Đâu rồi, ông kia rồi. Đâu rồi, ra, mở cốp xe đó. Thằng cái gì? Mở cốp xe được không? Đúng rồi. Đây cái gì? Đã, mở cốp xe ra. Ây da, trang điểm. À, kinh không? Mắt to. Mở cốp xe ra. Ô, chịu cháu đứng chạy, đứng kia. Ờ, này vớ vẩn lắm. Đéo có cái vẹo đéo này, thấy cái gì? Đánh phấn à. Mở cốp xe ra. Đánh son được, phải là gái mới đánh son. Thôi này được rồi. Đẹp rồi. Xù, chồng. Nhìn thấy tôi được chữ gương không? Chạy chạy quanh kia. Tất cả phải nhìn tôi với con mắt khác mẹ luôn. Đấy là lấy được rồi đúng không? Đây phải bỏ cái tai nghe ra thì nó mới hợp. Phải bỏ cái tai nghe ra. Đấy. Đứng trước gương. Sáng lưng một góc trời luôn. Đấy, dáng tôi đang đi nghiêng. Đấy. Hết mỡ được tiền từ ngày đây ra là đi con mẹ tóc đi mẹ mày tóc này là tóc ơi, được đan trường được ấy và mùa lúa của đan trường này khá quá. Đây còn lấy tay nghe, anh cho cái tay nghe cho đan trường này. Ok anh vứt đây tay nghe, đây anh vứt dưới đất nha. Vứt rồi dưới đất đấy. Ok đeo tay nghe vào cho nó đan trường. Cái này là chỗ nào đấy? Anh nghe là mũ của anh. Ừ. Mũ của bạn có phải cái đấy đéo đâu. Nhầm. Cái này. Đấy. Đấy xời vậy đúng mẹ. Được. Đẹp. Trời đấy. Trời đấy. Quá là dần thứ 2 dần chơi vậy nên chính phố luôn. Vừa lây dần đấy. Ba thôi em. Ba sàn thôi. Đợi đéo gì. Đi quẩy thôi tầm này. Ok, hai đứa chơi ra tỉnh. Ngân chưa bảo em khổ. Bạn nhấp đi. Nhấp khổ quá, khổ thân Ngân đâu rồi. Bà sàn nó cái chỗ đéo nào nhỉ anh em nhỉ? Hình thù đéo nào nhỉ? Đây. À bọn này nó bố trí cũng lại bà sàn ngay gần chỗ thay quần áo, cắt tóc em ạ. Bọn này chắc nó cũng kiểu vẻ quá mà ngoài đời em đừng cái này thì cua gái thì thôi. Đéo cần phải cưa em ạ, gái tự đến cưa mình mẹ luôn. Nhìn anh em chỉ có nằm vắt dài khổ đợi thôi. Không, phải làm không gì. Bây giờ anh cho em một phút nha, em hỏi chị em trên stream à, ai thích cái cuộc thời gian này không? Bấm 1, em không giờ thích này không? Có chị em đéo, toàn chị em có cu thôi. Em hỏi làm gì có chị em nào đây, toàn thằng ghen tình với anh thôi. Nó sẽ bảo là anh đéo đẹp. Ba đây rồi. Ba rồi, đậu xe xa tí em bạn. Ba nó toàn xe đẹp, anh phải đậu đi giấu thì tôi lộ hết anh em ở quê thấy em mình trông bẩn thì phải rời ra đây. Kìa số 0 quá trời luôn kìa, anh nhìn đi, số 0 rất là nhiều nha. Toàn anh thấy không, số cu, không rất nhiều. Em chấp làm gì chị em này có cả coi như là hai hạt le chứ không phải là một hai hạt nằm coi như là vệ lủng lẳng đây rồi. Mấy thằng nhà quê biết gì thật. Mà bày đặt đây rồi. Ủa khiếp, chung dân chơi đi ba chúng nó mặc quần áo lại còn phản nhìn quang ạ. À. Đi con anh ạ. À, nhìn nè chúng nó nhìn trông vẫn chất anh em mình. Ừ. Không, chúng nó chất kiểu vớ vẩn gọi là dầu sổi thôi. Anh em mình là dầu, nó là ôi trời ơi. Anh à? À nhân viên à? Cái bọn tím tím này như nhân viên nhá. Ôi thì vậy lại cái thằng lúc nãy vậy, lại cái thằng chó chết vậy. Ai ơi, vào trong này. Đâu. Xui con đi đẹp phải lên trước. À đây ạ. Hello. Absolutely. Hello. 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 I don't know. Từ đâu? I don't know. Nó nói ra ngoài cửa, nó nói cái má mẹ.
tớ ra thăm tứ xem nào. Cổ. Lôi em ra ngoài chắc là tôi nó định tìm em ấy ra. Yên tâm anh ra rồi. Để anh giải thích cho. Cái thằng này nó cũng quả đầu giống em ấy. Thế là bó hỏa. Tớ nhớ hôm nay nó xách tứ ra ngoài xong nó để không này bọn mất dậy. Hey! And you relays my friend. Nó thả ra rồi. Thả rồi đấy. Anh ra cái mới thả đấy. Hồi nãy em cho tiền ai thả? À, anh xin lỗi. Hóa ra là Ngân. Anh sao? Ngân là Ngân. Anh nhầm này. Anh nhầm. Nhà cửa có bao nhiêu tiền em đưa anh hết anh cho cái vậy hả? Anh bị đưa nhầm. Tay anh nó không điều khiển được. Thôi đi. Tôi đi vào qua cho mấy anh tiếp anh ạ. Em ăn mặc thế này thì làm sao cạnh tranh được với mấy em trong đấy. Anh dẫn vào em xem thời trang nhá. Ở đây, đây đúng rồi. Đấy, thế em chứ. Em ăn nhảy đi. Ngân bực rồi. Đâu? Đấy phải thế chứ vào đây anh nhảy em. Đâu giải. Đi vào giải. Ngân bực rồi. Mẹ bố láo à. Đấy anh em thấy không? Các chị em một khi mà đủ nhạc rồi anh ơi, nó đủ nhạc rồi anh ơi. Và quẩy tiếp anh ơi. Các chị em một khi máu đấy tiền đối với anh nó là biển em nhở? Đấy đúng rồi. Tiền anh dễ thương chứ. Anh thật em luôn tiền với anh. Dạ rồi cảm ơn anh. Anh cho em tiền em đi mua bộ quần áo phải trắng trắng mấy con kia kìa. Okay. Tắt nhạc rồi hết giờ lên ba đấy cả nó tắt nhạc. Hết giờ đi bà. Hết giờ hả? Bây giờ ôi nhiều tiền thế chợ, cảm ơn anh Dũng. Mấy nghìn, ôi vợ chồng mày cảm ơn em. Dạ vâng ạ. Tí về sàng nhiều là được. Ôi ôi ôi, mama mi. Ok, nghe giọng cái đúng đứa nào kiểu như Dung mẹ ông đúng đấy anh ạ. Anh là gái giả đấy. Tôi nhiên bây giờ. Gái mẹ rồi. Nhậm. Ông đi con công an đến thì phải chính là sao đông thế này. Đến à? Mẹ, đừng có bảo công an đến mẹ truy quét. Nhưng mà công an làm gì lên ba? Game này đều có lựu đạn nhỉ? Có lựu đạn anh ném quả lựu đạn đầy vui. Toàn. Chắc trong này xếp zone đều bắn nhau được. Tứ đâu rồi? Đấy ra ngoài đi anh. Nhạc rồi. Nó nghỉ rồi. Lặng người nhìn vợ giày đầm thôi. À, ra đây anh em mình uống rượu này. À, tứ anh em mình làm vài ly 300 tiền với anh em mình làm được cả anh một ly em còn 200 nha thế em nhìn anh này giờ đây nhìn anh này rồi ôi đi mẹ anh say rồi đi mẹ anh say có mẹ rồi mà cái kính của anh đâu nhỉ anh mất mẹ kính rồi em ạ đéo hiểu kính của anh. Thằng chó chết là lấy mất kính anh rồi. Rơi cái kính đây mà. Sao nhỉ? Đeo kính vào chứ. Rồi. Kính đâu ta? Đeo con kính hết giờ đi ba rồi anh em ạ. Về thôi. Về thôi. Sao em không hiện kính nhỉ? Hay mà mày đóng ba nó không hiện kính. Mày kéo cái kính ra ngoài xong lại lắp lại kính ấy. Hay là chơi ba à? Ôi dồi nãy giờ anh dẩy đến nát cả người, ba hết tắt mẽ nhạc rồi Hunter bây giờ vì... Ba đang xuống nhạc rồi em à, đêm rồi. Thanh toàn băng hội nữa à? Hunter khổ, thế nãy giờ em làm gì đây? Em đang nghiên cứu súng. Khổ, súng Hunter à, suốt ngày suốt đời chỉ có súng với ông. Xe đây em, mình giấu rẻ đây mà em quên à? Quên. Xe phò phạch giấu tít tần tịt tận đây. Lần đầu tiên đi đường đi ba. Xe đau mất rồi. Ôi đi các bạn cái đéo đây sao anh lại không được đập vỡ mẹ cửa kính xe anh để anh vào. Không hiểu. Phê quá anh ạ, anh uống nhiều quá, phê. Ngân đâu rồi? Đây. Cười vẫn lìn nè. Có nhận vào đêm vui thật. Nhạc nhéo quẩy mầm. Ngân vào tí làm mấy nghìn đô ngon. Anh ngớt cả phải đi phải lái tải. Thật lái tải béo gì đúng không? Có đánh bạc hả anh? Ừ thế bây giờ đi xử lý thế nào đi thôi. Đi thôi. Bây giờ rượu chè vào rồi bắt đầu nó mới cần phải phát tác. Bắt đầu anh em mình bắt đầu mới đi phải bắn nhau được. Ấn phím lại lôi xuống ra anh. Kéo nó vào cái ấy chứ. Kéo nó vào ba cái ô ở bên tay. Em lọc xe anh chứ. Khổ. Sai à, em. Khổ vẫn còn ngồi uống rượu, đứng giữa đường uống rượu. Âm đồ. Âm rồi. Vẫn âm đồ à? Âm đồ.
Hunter đang chỗ nào được anh đến nào? Đâu có anh chỗ nào em bài đây. Bây giờ tập trung ở chỗ mẹ bang hội màu tím nhá. Lồn lồn màu tím em ạ. Đã lồn lồn màu tím ấy. Bọn này yếu lắm, đéo còn một tí lãnh thổ nào cho anh em đến bắn pha vài cái là ổn thôi. Nếu gì lãnh thổ nó dài như kia anh cứ bỏ hết nó hết. Đâu, màu tím dài nào mày làm sao ấy? Đi xuống 1. Nó hai con phố mà. Còn mấy cái nhà đỏ đỏ đúng không? Ờ, thằng vàng mới lại yếu. Màu tím nó nhiều. Thằng vàng. Ờ, vàng. Vài em ạ, đầu lâu vài em ạ. Vàng bây giờ còn mỗi phố thôi. Sao của em không hiện là chỗ đồ lâu luôn. Không hiện icon đầu lâu. Nhà mày bị lát rồi. Mày có nhìn thấy không? Anh đang có cồn trong người. Đánh chốt ra anh ạ. Chắc là về thoát ra vào lại. Không, chẳng phải thoát vào lại. Mày cứ đi đây cùng anh là được. Mày có nhìn thấy cái khu có màu không? Em thấy màu nhưng mà không thể không thế là được, đi cái màu đấy được, đến chỗ màu vàng đi. Chỗ màu vàng anh em gặp nhau. Anh ơi cẩn thận đi linh tinh nó phát thái độ cồn. Ờ bây giờ vẫn đang rất là gắt nha, tôi khuyên anh em có đi nhậu nhẹt gì thì thôi gọi Grab nhá. Grab. Bây giờ các quán nhậu khi là phải có voucher Grab để sẵn trên bàn. Ô, ông này còn dừng đèn đỏ này. Chấp hành luật giao thông vãi lồn ạ. Đi. Đấy, anh em thấy roleplay nó phải thế. Này. Mẹ, thế đèn đỏ dừng lại luôn ạ. Đấy, đèn xanh mới đi kìa. Ôi mẹ, tôi thấy xấu hổ quá. Mình vừa mình phải thế, mình phải đỗ lại thôi cho sợ. Mình dừng đèn đỏ à. Mình mẹ cũng ấy mà. Roleplay mà. Ơ đi, lại đi kìa. Đéo roleplay nữa. Tôi nhầm quá vừa vật lừa đảo mấy thì nó đứng lại để nó bắt cổ kéo đi. Cứ tưởng nó run play nào. Mình đang đi qua lãnh thổ bọn xanh đúng không? Anh ta đến chỗ vàng chưa em? Em chưa thấy chỗ vàng rồi. Ok, sao mày bảo mình nhìn thấy cái màu mà? Màu em thấy mình cái màu, à đây thấy rồi. Đây, trụ sở bang rồi. Ôi, toàn áo vàng thôi. Ui dồi, đồng này ngay từ bình tĩnh. Xe nó cũng xe vàng luôn ạ. Mình giả vờ mình đi lướt qua thôi nhé. Biết nổ kìa. Đi qua. À. Sau này bắn xe vẫn nổ đúng không anh? Không, bắn xe này không nổ đâu. Dạ, vô lý vậy đấy. Việt Nam mình đốc mà, mỗi tội đã có súng thôi chứ còn. Thế vậy chúng nó tụ tập bắn vào xe là mẹ nổ là chết chùm. Không, không bắn không nổ xe, trong này không nổ xe. Đi bạn nó nhìn một nói bắt đầu để ý mấy thằng áo đỏ cứ thích nhìn quanh thì nó ra nó vậy. À thế mặc đồng phục đỏ giống nhau là nghi anh. À đây anh đang mặc áo vàng mà, tốt. Xuống thôi. Đậu xe xa đây nghe anh xuống. Nó ở lấy súng nhanh ra để em không. Mày kéo nó vào kia, lấy súng nhanh kéo gì. Rồi. À đây là số 2. Số 1 hay số 2 nhỉ? Số 2 đúng không? Số 1 được cấp. May quá tôi mua áo vàng. Vài. Rồi. Tụi mình không mặc áo vàng rồi anh Tứ ơi. Vào thử xem pang củng như nào. Ơ Tứ có súng nữa. Tứ có súng mà. Hay. À, có cái súng mà. Ra anh hỏi thử bọn này xem có vào được pang không. Thường cái pang này nó sẽ cần thêm người ấy mới hả? Hello. Can you help me? Can you speak English? Anyone can speak English? I speak English. Yeah, okay. I want to join your gang. How to join your gang? It's not a gang. Go away, please. Okay. Nó bảo đéo được, nó bảo đi chỗ khác các bạn. Thằng này. Mất dạy cái thằng mẹ đầu linh thú kìa. Đầu con tuần lộc kia kìa. Đầu đi đúng với tao. Đầu đi đúng với tao. Chạy thôi.
Đoạn rồi, con mẹ lên xe. Đoạn lên cho con chó à? Tứ bắn bắn thêm nó thì đều chết ạ. Bắn bốn tiếng tùng chết rồi, chứ bố anh ơi. Tứ gác quá. Nó dí em anh ơi. Xe đang khóa. Mẹ đéo mở khóa được, con mẹ nó lát đéo mở được khóa. Lát đéo mở được khóa thì cái con mẹ. À được rồi, lên nhanh. Lên đéo được anh ơi. Rồi, Rikusan nhanh em. Rikusan đâu rồi, em nhanh đi lên. Em vô rồi. Em vô chưa? Hôm nào cũng để được cái xe vàng vàng kia. Sao lại lôi em ra? Ơ đi. Yêu gì hổ này. Ôi. Chết à? Xe vàng là xe của băng nhóm vàng đấy. À đâu, xe vàng là xe Việt Nam mà. Việt Nam ơi, trà trộn. Nó ra kìa. Ôi sao em bị ra khỏi xe rồi? Bắn thêm một thằng đéo chết anh ạ, mẹ game như hồn. Gã bốn viên vào đầu không chết. Anh em thấy kinh không? Bắn vào đầu hay là bắn vùng người thế không? Ừ. Nó mất máu dần dần mà. Lúc sau sẽ mất máu. Bọn nó có dám đuổi theo mình đéo đâu, băng nó yếu mà. Băng này kiểu đéo có súng đi chứ thì anh nhìn lắm. Băng này đéo có súng, có thế nào rút súng ra đéo đâu. Ừ, không thế nào rút súng ra chả. Cứ quay lại bắn chết nó thôi. Từ xuống bắn bỏ mẹ đi. Bọn này yếu mà. Bọn nào ấy? Bọn nào? Đấy, chúng nó đang tụ tập đứng hết cả vào một góc vì lo sợ kìa. Đấy, chỗ màu vàng này, Hunter này, từ vào rút ra mà tán cho chúng nó đi, sao lại lên xe đây, anh lại chở đi thôi. Sao đấy? Em thấy xe giật đùi à? Từ thoải mái với lột bắn. Ok, xe đây nhá, tí nữa bắn xong, ôi kìa, bọn kia nó yếu đến mức độ. Đấy, nó súng đồng giáo, xe đây em ơi, đi đâu đây? Ê, có một thằng có súng thôi. Ê, không, nó bắn. Có súng chạy ra, nó chạy ra. À, nó bắn lấy súng ra, thế. Đi anh Dũng. Đi. Con mẹ. Xe chậm quá. Đây rồi, mày kịp rẽ vào đây. Nó đuổi theo rồi, đi ăn. Nó được không? Nó đều có xe, bọn này nghèo lắm. Nó không đuổi theo đâu. Có mấy anh em lái xe tải bự chặn. Đéo giờ súng kiểu gì, mẹ bắn mẹ hết 7-8 viên đã chết. Mấy trả ống à, thằng Hunter mẹ mua súng fake của bạn. À. Bọn nó có súng. Chỗ nào? Ê, shotgun á? Shotgun đấy. Đã bảo shotgun bắn yếu rồi mà. Bắn bố đúng bắt chết. Bố lại vào đây bố trêu chúng mày. Đây. Shotgun không rồi súng gì hả? Mày xin bắt chứ bọn. Hết đạn rồi. Nha. Yeah. Bây giờ mày lên lái xe nhá, xong rồi để anh xuống, anh có súng. Ok, nhưng mà xe anh phải để chế độ em lái được. Ừ, thì chả để chế độ, tự vào lái được mà. Nó bắn anh hai phát đạn vào sống lưng cái này, mẹ đau vãi hồn, mày nhìn thế này. Thủng mẹ nó cái áo ấy, khổ. Đây rồi. Tổ sư. Đây rồi. Bây giờ rình thằng nào áo vàng mà nó đi một mình ấy. Đây. Lái giả vơ. Tắt đèn đi kiểu gì chả? Anh đã biết. Ủa, bật chúng cảnh giác rồi. Hình như là trời tối nó tự bật á. Ủa, khiếp của anh em Coca-Cola kia thì đéo sợ, anh em toàn lao với những cú vẻ. Bọn này yếu lắm anh. Anh đua chơi đi xem á. Hunter đến đi, vào sụp hố solo đi con. Em còn đợi gì? Ok đi. Bỏ lạc. Có hai thằng đang hẹn hò. Bỏ lạc với chúng tôi. Bỏ lạc với chúng tôi này. Rồi, đã ám sát xong. Từ từ đợi anh lên đã chứ đi con mẹ. Em quay đầu. Nghe tiếng súng, em đang nghe tiếng súng nó vào đây. Lên với lên đi. Rồi đi thôi. Bỏ lạc với chúng tôi. Sao đi đi. Bọn này nó yếu, đéo giải quyết vấn đề gì, yếu lắm. Bọn này bạn là yếu ai? Yếu giết mẹ khó. Lấy súng. Muốn ra cái cầm súng cái cháy con mẹ đi. Đi từ cái gì? Cầm cháy. Đúng rồi, mày có anh em xe Coca-Cola thì mày bắn được cả tao. Làm đéo nhau. Bắn đau quá đi mua ấy để chữa đã. Anh bị đau rồi này, đang tụt máu ấy. À may chưa chảy máu nhưng mà vẫn phải đi mua ấy. Đi thôi. Ra cho bác sĩ nhá. Đi. Nó bắn bóng quá. Bắn từ đó đưa em á. Bắn từ đó. Ok, Hunter dậy xuống mẹ xe. Không em tưởng có thằng bắn theo. Hunter xe đâu rồi em?
xem hết rồi sao? Nó vừa bắn, nó vừa bắn. Đi. Rồi đi. Thằng Nga là đi xe trắng hay sao nhỉ? Xe trắng Việt Nam, xe trắng là Bilo. Khổ con xe tôi vậy. Xe bị mất cái bánh. Bánh thủ lốp hả? Ừ. Bị khó ạ. À không bạn. Hình như là một bên bánh nó bị dẹo dẹo sao á. Đúng máu. Bọn này bang này thật với anh em tôi thất vọng. Bang đéo gì thật. Đúng, bang chắc bọn này chắc cả bang có mỗi một thằng có súng hay sao ấy, khổ. Không không, 4 năm thằng có súng nhưng mà chúng nó chắc không có đạn. Thế sao tôi không xử chúng nó luôn? Ủa anh hết đạn rồi. Mỗi thằng dư hết đạn rồi. Thế là tí ra cái bố đạn. Tí ra xử cả băng nó. Hunter có vẻ sướng rồi. Bác sĩ đi cứu ấy, bọn kia rồi, hai thằng kia. À đây, trong này. Đấy, thằng vàng đây, thằng băng vàng này, đừng bắn chết nó này. Healing for me please, healing for me please. Tiền các bạn thằng vàng, bọn kia bắn chết xong. Thằng đầu linh thú này. Trái đất tròn thì vãi luôn. Healing for me please, for me please. Yeah. Nó bỏ đi không à? Theo đi theo thằng này. Thằng này nó định chạy về gọi anh rồi đấy. Ra xử nó đi em. Để chạy. Em có thể. Heal me. Heal. Heal me please. Cái gì? Chờ rốt. Lấy xe rồi anh ạ. Nine me. À lúc nãy có anh em nói câu gì nhỉ? Isliming nhỉ? Ờ nó chỉ sang bên kia, disco bẹ. À sang bên kia. Đâu thằng nào? Phòng y tế này à? Phòng này. Ê, phải nằm mẹ trên giường này mới được. Đây đây. À là có cái nằm lấy không? Có nằm lên giường ấy. Nằm lên giường anh ơi. Làm nào để nằm? Né. Anh ta nằm được cơ. Đứng lên giường ở né. Nhưng anh đã có lựa chọn e. Trèo lên giường. À, nhảy lên giường có bấm nút e. Đúng rồi. À, phải vào đây thế này. Úi dồi khổ. Các anh tài bang hội. thế máu đang tăng đấy. Ở đâu? Máu tăng. Máu tăng tần đấy. Ô, ô gì đây? Né, vậy thế này sao đỡ tốn tiền nhỉ? Đẹp dai này là biến ngay một đòn. Có muốn đạn vào đầu không? Một hoàng đẹp trai này là lúc nãy vừa bị ăn tơ bắn chết đấy, khổ. Ô mà đúng cái mặt thằng này đúng là cái thằng quà đấy anh ạ. Thế à? Kìa nhìn hoàng đẹp trai đang làm gì Hunter kìa. Đừng, nó còn xuất mẹ tinh lên mặt Hunter kìa. Khổ. Đéo hiểu. Hunter cứ ngồi há mồm ra mẹ. Thấy đi hoàng đẹp trai bẩn tận đúng thằng này hôm qua gì nữa. Ôi rồi. Đéo bắn được, đây là sếp rồi em ơi. Hunter bán tôi cây súng kìa anh em, Emperor kìa. Ok. Bán súng á? 5.000. Rồi ok. Khỏe rồi. Ông vừa bắn tôi chết xong rồi 5.000 gì? Ra đây nhìn đến gần. Đéo gì? Không, em mặc quần rồi, em không mặc váy. Đéo gì? Anh nhìn qua kẽ, đéo gì? Anh nhìn được. Trắng. Ngân cạo rồi. Không ơi, lấy hết tiền đấy, lấy hết tiền đấy. Bây giờ tôi không rảnh để ra mua súng đâu. Lúc khác nhé, lúc khác. Kinh, đầu đậu anh em thấy kinh không? Heal me! Bọn bác sĩ ngu nhỉ, chữa có phải được tiền đâu. Thì lúc nãy nó chữa một đống nó đã được phải tầm 1.000. Nếu hiểu, mẹ còn bắt vào năm. Ủa xe vẫn bị mất máu. Ô mà đưa tiền của gì anh nhỉ? Đưa tiền cho ai? À đây đúng không? Rồi. Nếu biết thằng kia nó gọi bảo hộ thì không.
Chắc không. Bàng lại yếu thế, dám nhìn đâu. Thật, bàng ngồi nhà lo sợ. Hết mẹ ngày. Ủa em vẫn bị chảy máu nè. Ờ, hay là em bị chảy máu cũng được đâu. Em phải không bị chảy ấy. Em tính tháng rồi. Không. Lưng em có một chiếc đạn đằng sau nè. Hay là em chưa bị. Thì đúng rồi, ra mua súng sửa kia đây. Chưa đến tuổi bị. Anh nhớ địa điểm không? Bị rồi nhưng mà. Thôi, em lên xe đấy. Anh đâu rồi? Anh Dũng anh đang ở ngoài cửa đây, lên xe đi em. Sao mình chào nước xe này rồi. Mua cái băng đét đi, mua cái băng đét đấy. Mẹ hả? Khổ thân ngân gào thét. Bị rồi. Đưa anh ra nạp xăng phát. Dạ em đi mua cái băng đét. À băng vệ sinh. Anh đi đổ xăng đã gì, gì. Băng vệ sinh gì, băng vệ sinh. Tới tháng thì phải bảo các anh gì các anh. Đấy, và mua đủ xăng anh. Ừ. Ơi mẹ khóa xe đã. Mẹ. Chảy máu như vậy là tới bao giờ? Tới khi nào mình cuốn băng đít mới hết hả? Ừ. Ôi. Em còn bao nhiêu máu? Em còn khoảng 80%. Ừ thế thì cứ thoải mái đi. Chưa dạ. Chết được đâu. Anh nạp xăng xong rồi đi. Như thế nào nhỉ? Đầu tiên là vào đây ấn đây. Đủ đầy rồi. Ấn cơ. Hả? G xong đầy rồi gắn vào cái chạm xăng. Đầy bình rồi. Kéo hết đầy bình. 11 đô ạ. À. Ui dồi ôi mẹ. Đúng là tiền lé mẹ. Em đổ hết 800 mấy rồi. Thế à? Tới nữa. Đi thảm đào thì nhà mình thấy có 11 đô. 11 đô. Đâu nhỉ? Đây shop đây. Shop gần nhất có cái shop này đây. Hôm nào không nghe giọng Ngân tôi ngủ không ngon. Rồi ôi ngày. Đấy ngày là anh em mới nghe giọng Ngân cái lúc mà nghiêm túc thôi nhá. Giọng Ngân mà lúc mà chúng ta đã yêu rồi để ở với nhau thì thôi. Những lúc mà nó gọi là cao trào ấy. Ôi rồi luôn. Thật đấy. Em cứ là dễ mẹ không kìm được lắm mẹ. Thật. Ủa mà sao chưa ra đến chợ đã hết mẹ tiền nữa. Anh em là tông ghê thế. Ông Coca-Cola đấy, bay mẹ ở cửa sau rồi. Mẹ đấy sẽ nhìn chán nó chịu được. Bay hết cả mẹ, cà bồ các thứ rồi. Xe nó nát bé rồi. Hôm nay phải nghe giọng Tứ để quay tay à, như thế thì được. Khá quá. Ngân học Hutech, ờ đúng rồi, Hutech. Con gái Hutech chơi Dota nhá anh em nhá, chơi Dota nhá, phải hiểu. Vừa con gái Trump, con mẹ nó mơ luôn. Em có mấy bạn gái cũng chơi Dota nè, anh muốn làm quen không? Đấy, kìa. Cho anh làm quen luôn đi, chứ còn gì. Em đi vô mua bắn đã. Máu. Vào, em phải sang cái tab ấy đấy, em sẽ phải sang cái tab tab dạ. Tab hình cái máu ấy. Ừ, hình cái máu à đây. Mua dạ, cái ban đét chưa? Dạ đâu. Rồi mua cái hộp y tế nữa không anh? Hộp y tế là tăng máu, còn ban đét là để bỏ cái phần chảy máu đi. Còn cái cuối cùng có hình dạng cái súng của tôi còn 10 viên đạn. Tay cầm Xbox TT ở shop ngon lắm. Ừ ngon, quá ngon luôn. Vừa rẻ vừa ngon. Ngon luôn. Tôi còn đang dùng nữa này anh em. Anh Dũng xác định 3 tiếng nó report trên trang đấy vì tội đeo mà đã đố nó luôn. Tôi thách nó luôn, câu trò nhành. Em đeo tôi.
Đây đi bot đi. Khu Tech là trường đại học công nghệ. Ê, có hút thuốc nè anh. Anh hút không? Không, anh hút không hút thuốc. Anh hút à, bếp, bếp. Hại sức khỏe lắm. Chỉ nó hút bếp rồi em ạ. Ngày mai anh nhớ ra lấy nha. Còn nếu mà anh không thích mà thích lấy loại không có nicotine thì để em gửi lại ở bên để có khói. Mà anh không muốn em bị ám khói vùng kín, không hay. Làm sao em bị ám được? Ờ thì mồm anh nhiều khói nó chả ám vào vùng kín em. Nhiều vấn đề à? Ám đen hết đây. Được đâu. Ơ, ơ âm gì? Nào xong chưa? Bây giờ ơ Hunter đâu rồi? À Hunter đang ngồi đây. Nào bây giờ có sang quấy quả bọn băng nào cũng không? Anh chở sang. Hay Hunter có cung cấp súng cho Tứ, có súng sell gì cho Tứ, nó trả tiền cho Tứ thiếu đéo tiền. Em đầy tiền có 398 đô. Với bom em đi, em đi hết mẹ thì sao? Hunter ơi. Nhiều lắm. Bây giờ. Đâu? Vào súng sớm thế nào là ờ, Hunter xuống xe được rồi anh. Ok. Có lại. Đó, em tưởng đến cửa vũ khí rồi. Tới đây đi với toàn vũ khí. Bảo Tứ hôm nào thâu đêm đi anh đéo hiểu, anh em bắt được thâu đêm chơi game xem chịu đéo được. Anh em có sang kênh của Ngân Rikusan được xem. Ngân cũng thức đêm kinh đấy. Em thức tới tầm 3 giờ à. Đấy. Anh em lên YouTube search Rikusan nhá. Tứ thì là Facebook và Tứ Tô. Có đúng Tứ Tô hay là Văn Tứ đấy, giống như Tứ Tô à, Tứ Tô đấy. Toàn các thanh niên Tứ To TV. Mình quay lại mình lại trêu chúng nó làm gì. Nếu nào chưa nớt thì thâu chứ con này giờ vào cái trò này thì có gì mà thâu, chạy đi chạy taxi rớt thì nó còn có mục tiêu xây nhà xây cửa ấy. Rồi, phải đi cướp thính cướp thiết làm được. Mốt chuyển qua cho rớt đi anh. Ừ đấy, nốt server này hết vẹo rồi thì sang thôi khổ. Dạ. Thương Hunter nó nạp nhiều tiền. Trời mốt chơi rớt đi, em vô em đàn cho anh nghe. À thế à, ừ. Dạ. Anh cũng đàn được mà. Anh em hát bài đi xem nào. Anh biết là em hát hay, em đừng có chối. Hát thử bài anh xem nào. Em chỉ hát nhạc thiếu nhi thôi, anh nghe nhạc thiếu nhi thì gì em hát cho anh bài bài gì nhỉ? Cái gì duyên phận anh xem nào. Duyên phận. Thôi em không hát được nhạc cổ, em hát nhạc Nhật thôi. Hello everybody. Hello. Hello everybody. Ai nữa hả? Có sửa này không? Sửa ra. Giờ không biết thằng nào có súng nhỉ? Nó đéo nào có súng đâu, mấy thằng có súng chắc mẹ rồi. Nó có súng đã nổi ra bắn anh mẹ rồi. Lát thế. Ui mẹ lát ấy ạ. Em cứ xuống đi, anh vẫn đỗ xe ở đây. Tí nữa ra là chạy thôi. Ui mẹ thằng kia em có thấy nó đi trên không kìa. Mẹ lát. Xử thôi, bọn này mẹ quá yếu, mẹ đuối mẹ rồi. Em thích giết thằng nào thì em bắn. Anh đỗ sẵn đây. Xong rồi leo lên xe là đi thôi. Đấy cái thằng cởi trần nó đang ở chỗ em kìa. Thằng ấy nhìn trông có vẻ mẹ lại đầu linh thú kìa. Đấy 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 đấy. Rồi rồi rồi. Đây đấy, đầu linh thú với chúng tôi này. Ui đạp. Đạp rồi đạp rồi. Ui rồi. Lên xe 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 lên xe. Con Hunter chưa. Nhanh lên nhanh lên. Mẹ ông tùng hoàng này. Em còn một bó. Em lại bị ghé nóng nữa rồi. Đi đưa bệnh viện. Đây anh đưa về viện nhanh. Anh đưa về viện ngay đây, bình tĩnh. Đi chết à? Về viện nhanh anh ạ, em còn đây, anh đang mẹ phi về tốc độ, em bị chảy máu không? Không biết em bị chảy máu không. Chảy máu nó phải hiện biểu tượng chảy máu. Anh Tứ có tới tháng hả? Không.
Ủa này mẹ, em thấy xe anh Dũng giật này. Giật này. Xe anh nãy giờ bị chúng nó bắn thì mẹ chắc có lỗ chỗ mẹ rồi. Lưng anh còn có hai nốt mẹ đỏ nên em phải hiểu. Thế thì sao mình ngồi ghế chứ, nó bắn xuyên qua rồi. Gia Kiện lại gặp cái thằng đấy em ạ. Gia Kiện lại gặp cái thằng cởi trần đấy. Nói thế anh nhỉ. Rồi, xuống mà vào điều trị nhanh lên. Cảm ơn anh em Khánh Hỷ. Ui, mẹ đã bắn mấy phát vào lưng mình sao. Chai. Bảo nằm em ơi. Bảo nằm thôi. Và xem thằng chó kia đã bị hồi đấy chưa. Vào thế đang nằm đấy chứ. À chưa, chưa 300 giây. Chưa nằm được. Bảo thấy ngẩn thằng. Bẩn. Tứ nằm đâu đấy? Em nằm phòng bên này ạ. Ồ. Đi bắn nhau. Đi bắn một phát vào bụng, một phát lưng. Bị trọng thương là lâu hồi hơn. Ơ cái gì đấy? Đang vợ chồng đang ấy bên này mày. Không, em bị ngứa cổ. Bọn vàng có miệng hèn nhỉ. Bàng hội mà như này chết mẹ cho xong. Tổ sư. Bàng hội đeo bị chúng gây sự vẫn như vậy. Tụ tập như bọn giờ hơi. Đéo hiểu. Tôi thật với anh em chứ chẳng có đéo đủ tiền để lập bang. Nhưng bọn tôi mà có bang thì vậy. Thằng nam mà mò đến mà bố láo thì thôi đời đó thì vậy. Bọn tẩy hèn quá. Mấy thằng. Ố. Đây à. Ừ, phải thằng này không? Đéo phải, mẹ tưởng cái chân cứ tưởng cái thằng kia. Ê, có thằng đeo đầu chim ưng. Đâu? Kìa, nó vừa chạy vô cái chỗ chữa lành. Ủa đâu rồi? Nó chạy qua bên kia mất rồi. Bên đây nè, đây nè, đây nè, bên phải anh á. Bên phải á? Đây đây đây, cái phòng bên phải anh nè. Ờ, trong này, chết là chuyện trong này đúng không? Đó, chết ở đó, 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 đằng sau anh ạ. Anh vừa đi qua đó. Đâu, thằng này nó có xăm trên ngực cơ. Dạ. Thằng này là thằng đéo nào ấy. Chim ưng, chim nhất đéo nào. Đầu linh thú. Hello. À, bố này Việt Nam hay sao? Pinocchio mà. Em thấy đéo đâu linh thú em tưởng. 200k để lập bang vào Nhà Trắng qua góc bên phải không phải anh em ơi? 800k nhá. Hôm qua tôi xem rồi. 800k. Cái tầm này 200k đéo có chứ nói gì đấy. 800k được lập bang. Thôi hôm nay chơi đây anh em ạ. Hôm nay nói chung là một là đã đi dẩy đầm rất bố đời, và hai đã cho bọn bang hội cho mày biết là lễ độ. Hôm qua là tổng thống và hôm nay là bang hội nha. Nói chung nó thế nào là lễ độ. Thôi qua rút rồi. Tiếp nữa là hôm nay em kiếm được khá nhiều tiền từ anh Dũng. Đúng rồi đấy. Ok, mai qua rút rồi. Ừ. Thôi, thật trò này chán rồi anh em ạ, đéo còn cái trò gì nữa đâu. Thôi, chắc kết thúc series GTA RP ở đây thôi. Từ hôm sau chơi trò khác luôn. Đấy, mình nói dứt mồm mẹ, bố đâm cho mẹ, bố chiều chọc bố đâm. À, súng mình vẫn còn mấy viên đạn, vẫn còn 8 viên, nốt đi. Tôi có thằng cảnh sát đéo nào đỗ xe ở đây đây. Cái server này nó không có buôn cần. Nó không như là mấy cái server kia đâu. Okay. Với cả server này em thấy là nó làm kiểu này là bắt buộc phải nạp ấy. Ừ,
mà là cái cây. Anh em nào đi xe hồng gắt thế? Để đến là băng hội được. Nó chết rồi. Súng này hết mẹ đạn rồi, súng kia là súng 12mm, có phải đạn súng 12, có phải đạn kia đéo đâu. Đéo ăn thua rồi, đấm nhau thôi. Ôi dồi ôi. Còn mẹ. Ơ à, nào cất súng ly rồi. Rồi, ok. Sao, làm sao? Đấm mạnh nhau đi. Đấm đi, đấm, đấm. Đánh cho không kịp ngáp luôn. Ái à, ái, ừ, ừ. Anh đang làm gì á? Anh em vào follow cho tôi đi. Hoàng đẹp trai. Follow cho Tứ Tô đi anh em. Vậy anh em follow khổ fanpage Tứ Tô. Tứ Tô được 10k. Mục tiêu anh em ạ. Cuối năm. Để có đán Tết anh tuổi em ạ. Tuổi luôn. Khá quá. Khá quá. Cái game trong game này solo nó lag thôi anh. Đấm mãi nó đấm chết hả. Khá. Khá. Anh phải chơi nhập vai thật mới hay chơi nhưng anh chán là phải. Ok. Anh em tài NC có thể vào server này và hàng ngày đi taxi và đi xe tải. Rất vui anh em ạ. Tôi cũng phải công nhận với anh em tài NC. Anh em vào và taxi anh em nhá. Taxi và đi xe tải anh em nha. Mai anh em hẹn anh em NT cái gì? Tài NC ở trong server này nha. Anh em vào anh em nha. Taxi và đi tải nha. Vui lắm. Ok chạy kìa. Tưởng thế nào ôi mẹ. Chạy với chúng tôi này. Chạy với chúng tôi này. Cảnh sát bắt Gan ơi, cảnh sát bắt Gan ơi, chạy. Cảnh sát nào, giữ cảnh sát nào. Cảnh sát này. Cảnh này. Chạy. Cảnh sát này. Cảnh sát này. Cảnh này. Đấm cho mẹ. Không hươn bắt đầu luôn. Đánh thế mà đéo mất máu nào nhỉ. Không bao nhiêu máu nữa. Đấm này ngày mai. Nó sẽ vừa lá đúng không chết đâu. Chắc thế thật. Mình nhìn cứ tưởng là chúng. Sao đéo đâu. Đâu sao được, đúng cả ngày em chết hơn em cả Pháp đấm nhau cả. Thế à? Thôi nghỉ thôi các bạn nhá. Kết thúc series GTA RP. Tí ngủ. Bye bye game. Bye bye anh. Em. Em game rồi. Em game rồi. Em game. Aven. Gơ. À có mất máu đấy. Ui. Thôi chào tất cả các anh em.